Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 401, quỳ xuống dâng trà. Tô Mặc Như ngơ ngác, ngượng ngùng nói, nhưng mình thực sự không biết uống rượu. Tới giờ phút này, Tô Mặc Như cũng hiểu đây là thế cục mà Triệu Mộng Liên cố tình sắp đặt, mục đích là muốn mai mối cho mình và tên Hàn Khắc Sảng này. Không ngờ bạn học đại học của mình lại đang bán rẻ tình bạn chỉ để giành lấy thiện cảm của thiếu gia Hàn. Hừ, mình không quan tâm, tối nay cậu không uống cũng phải uống. Nếu không chúng ta không làm bạn nữa. Triệu Mộng Liên phẫn nộ, giận dỗi nói. Không sao, nếu Mặc Như không biết uống thì chúng ta cũng không cần ép uống. Lúc này, Hàn Khắc Sảng dịu dàng cười nói. Thiếu gia Hàn, anh vẫn nên gọi tôi là tiểu thư Tô đi. Gọi Mặc Như như vậy, ngoại trừ người thân của tôi ra thì tôi nghe không quen lắm. Tô Mặc Như cũng không phải là cô gái đơn thuần, sắc mặt cô ta dần tối sầm lại. Không hề giữ thể diện cho Hàn Khắc Sảng trước mặt mọi người. Hàn Khắc Sảng chợt sững sờ, cười gằn nói, tính cách của tiểu thư Tô cũng hơi cao ngạo nhỉ. Lúc nói ra những lời này, sắc mặt Hàn Khắc Sảng vô cùng u ám, giống như trời đang sấm chớp mưa bão, khóe mắt cũng lóe lên tia rét lạnh, sau đó lặng lẽ ngồi xuống, đôi mắt liếc nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi cạnh Tô Mặc Như, chợt hỏi tiểu thư Tô này, không biết người bạn này của cô đang làm nghề gì vậy? Tiêu Chính Văn cau mày, không ngờ lửa lại bén tới chỗ mình. Mấy cái trò đâm sau lưng này cũng chỉ có mấy tên cậu ấm nhà giàu này mới chơi. Làm vệ sĩ cho tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà. Tiêu Chính Văn lên tiếng, lãnh đạm nói. Ồ, thì ra là đi làm ở tập đoàn Đỗ Thị, vậy ắt hẳn là nhân tài xuất chúng rồi, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Hàn Khắc Sảng giả vờ ngưỡng mộ nói, người không hiểu sẽ không nhìn ra sự nịnh nọt và châm chọc của hắn. Ha ha, thiếu gia Hàn, anh đang đùa đấy à? Một tên vệ sĩ nhỏ nhoi cũng có thể khiến anh ngưỡng mộ danh tiếng sao, một nam thanh niên ngồi cùng bàn cất giọng châm biếm. Thân hình hắn mập mạp, đeo đồng hồ vàng, thịt trên mặt tụ lại một cục, mắt cũng rất nhỏ híp thành một đường, cả người đều ăn diện như muốn nói với người khác bản thân là nhà giàu mới nổi. Tên mập chết tiệt này đắc ý nghịch đồng hồ Rolex trên cổ tay, thái độ kiêu ngạo liếc nhìn Tiêu Chính Văn, nói, nhân tài vệ sĩ này, tôi thấy anh cũng rất biết tiết kiệm. Cả người tính tổng cộng lại chưa tới 500 tệ đi. Theo tôi thấy thì mức lương cao nhất của tập đoàn Đỗ Thị cũng cỡ 7-8.000 tệ. Có thể anh vẫn không biết, công ty mà thiếu gia Hàn mở ở tỉnh, doanh thu một tháng hơn chục triệu tệ. E là cả đời anh cũng kiếm không nổi nhiều tiền như vậy đâu nhỉ. Ha 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 ha. Tên mập chết tiệt vừa nói xong thì mọi người trong phòng bao đều cười ồ lên, đặc biệt là Triệu Mộng Liên cười cực kỳ lố. Sắc mặt Tô Mặc Như chợt trở nên lạnh lùng. Hôm nay cô ta dẫn Tiêu Chính Văn tới là muốn đối phó với Lục Chi Hàng, không ngờ đột nhiên lại lòi ra thiếu gia Hàn, việc này khiến cô ta trở tay không kịp. Càng khiến cô ta khó chịu hơn là những người này lại đang nhắm vào Tiêu Chính Văn. Cô ta áy náy nhìn Tiêu Chính Văn nhưng lại phát hiện anh đang dửng dưng nói chuyện điện thoại, tên lưu trong danh bạ lại là vợ. Vãi trưởng! Tới lúc này rồi mà anh ta còn có tâm trạng nói chuyện với vợ mình sao? Tô Mặc Như hơi cạn lời. Nhiều người đang cười nhạo Tiêu Chính Văn, cũng tựa như chế nhạo Tô Mặc Như, nếu là cô ta thì tuyệt đối không nhẫn nhịn nổi. Tô Mặc Như là một trong bốn bông hoa bá vương của tỉnh vậy mà lại bị mấy tên cậu ấm nhà giàu không biết từ đâu tới mỉa mai, nếu như chuyện này truyền tới tỉnh thì cô ta sẽ rất mất mặt. Thế nên Tô Mặc Như đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn mọi người. Nói với Tiêu Chính Văn và Lâm Lập Hàm, chúng ta đi thôi. Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Chính Văn lại im lặng cất điện thoại, khoanh tay, nhún vai cười nói, không cần sốt ruột thế đâu tiểu thư Tô, tới rồi thì phải ăn cho no rồi về. Nhà tôi không có đồ ăn, câu nói này khiến mọi người trong phòng bao đều sững sờ. Trong nhà không có đồ ăn, ha ha ha, quả nhiên là nhân tài mà. Không biết sao tiểu thư Tô lại quen được người bạn như này. Cũng khiến cánh đàn ông chúng tôi mất mặt quá rồi đấy. Lúc này, Hồ Chí Bằng lên tiếng. Hắn hiểu rõ tâm tư của Hàn Khắc Sảng với Tô Mặc Như nên mới lợi dụng thời cơ giúp Hàn Khắc Sảng đả kích Tiêu Chính Văn. Những lời như này cũng xem như bản thân đã cho Hàn Khắc Sảng một ân tình. Nói không chừng sau này còn có thể làm ăn với nhà họ Hàn ở tỉnh. Ha ha ha, buồn cười chết mất. Mọi người lại cùng nhau cười vang. Ôi, Chí Bằng! Cậu không được nói vậy chứ. Nhìn loại nghèo hèn như này, tiết kiệm cũng đúng thôi. Suy cho cùng,
có thể tới đây ăn cơm đều không phải người bình thường, ăn một bữa là đủ để chém gió cả đời rồi. Tên béo chết tiệt đang mỉa mai cười ha hả. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại thản nhiên liếc nhìn bọn họ như đang nhìn một lũ hề, chẳng thèm để bụng. Sắc mặt Tô Mặc Như càng trở nên khó coi hơn, phẫn nộ hét lên, đủ rồi. Mấy người đối xử với bạn tôi như vậy sao? Mặc Như, cậu đừng tức giận mà. Bọn mình cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu nói xem, sao cậu lại có thể kết bạn với loại người vô dụng như này vậy? Còn là vệ sĩ trông cửa, có khác gì với chó canh cửa đâu? Thật mất mặt, dù sao cậu cũng là tiểu thư của nhà họ Tô ở tỉnh, như này chẳng phải quá mất mặt rồi sao? Hơn nữa thiếu gia Hàn có chỗ nào không tốt, vừa đẹp trai, lại có tiền, sự nghiệp cũng thành đạt như thế, có biết bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ thiếu gia Hàn nhưng đều không thể lọt vào mắt anh ấy. Cậu là người đầu tiên, chắc là cậu hiểu ý của mình rồi chứ. Triệu Mộng Liên cứ mở miệng nói muốn tốt cho Tô Mặc Như, lúc nào cũng hạ thấp Tiêu Chính Văn, đề cao Hàn Khắc Sảng. Ha ha, muốn tốt cho mình sao? Muốn tốt cho mình mà lại sỉ nhục bạn mình thế này à? Tô Mặc Như tức giận, sắc mặt hoàn toàn lạnh tanh, cầm lấy túi sách lạnh lùng nói, Tô Mặc Như tôi muốn kết bạn với người như nào cũng không cần người khác khoa tay múa chân. Trong mắt tôi, Tiêu Chính Văn còn mạnh hơn bè lũ cậu ấm chỉ biết ăn bám bố mẹ mấy người. Câu này xem như đã hoàn toàn đắc tội với đám cậu ấm nhà giàu trong phòng bao, sắc mặt mỗi người đều trở nên u ám, không phục. Còn cậu, Triệu Mộng Liên, sau này chúng ta không cần liên lạc nữa. Tô Mặc Như lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Mộng Liên rồi nói. Tình bạn nhiều năm của hai người ngày hôm nay xem như hoàn toàn tan vỡ. Cậu, thật tức chết mình mà. Mình chỉ muốn tốt cho cậu. Triệu Mộng Liên khoanh tay thở hổn hển, vô cùng tức giận. Cô gái bị thiếu gia Hàn để ý thì còn có thể chạy được sao? Ngây thơ. Lúc này, câu nói Hàn Khắc Sảng lại phá vỡ bầu không khí gượng gạo lúng túng. Tiêu Chính Văn phải không? Hay anh thử suy nghĩ đến công ty tôi làm việc đi. Tháng sau tôi định mở công ty chi nhánh ở Tu Hà, nếu anh muốn thì tôi có thể cho anh vị trí giám đốc bộ phận, về mức lương thì khoảng 20.000 tệ. Suy cho cùng anh cũng là bạn của tiểu thư Tô, quyền lợi như này tôi vẫn có thể làm được. Hàn Khắc Sảng thản nhiên lên tiếng, nâng ly rượu trong tay, nở nụ cười châm biếm. Nói anh suy nghĩ cho kỹ, cơ hội như này không phải ai cũng có đâu, nếu nghĩ kỹ rồi thì lại đây quỳ xuống, nâng rượu cảm ơn tôi đi. Nói xong, Hàn Khắc Sảng tỏ vẻ vô cùng ngạo mạn. Hắn muốn Tô Mặc Như và Tiêu Chính Văn thấy rõ hắn có quyền lực đến mức nào. Dựa hơi bố mẹ thì có gì không tốt chứ? Có tiền là được. Biết bao nhiêu người chỉ ước gì nịnh hót mình cơ mà. Với mức lương 20.000 tệ. Tên Tiêu Chính Văn vẫn phải qua đây nịnh bợ mình như một con chó thôi. Tô Mặc Như cũng hiểu rõ, trên đời này chỉ cần là người thì đều có thể vì tiền bạc và quyền lực mà khom lưng quỳ gối. Nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng cất tiếng, thiếu gia Hàn phải không? Vậy tôi cũng cho anh một cơ hội, qua đây quỳ xuống, nâng trà xin lỗi, tôi sẽ bỏ qua những lời vô lễ vừa nãy của anh. Chương 402, không biết tự lượng sức mình. Quỳ xuống dâng trà nhận lỗi. Vãi trưởng. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Tên này có phải bị điên rồi không? Dám bảo Hàn Khắc Sảng quỳ gối dâng trà nhận lỗi. Đây không phải là tìm cái chết sao? Sắc mặt Hàn Khắc Sảng cũng lập tức trở nên u ám. Hắn lớn như thế này, đây là lần đầu tiên có người bảo hắn quỳ xuống xin lỗi. Quá ngông cuồng. Thằng kia, có phải mày không biết chữ chết viết thế nào phải không? Dám ra lệnh cho thiếu gia Hàn quỳ xuống xin lỗi. Mày cũng không nhìn lại bản thân là cái loại gì. Mày ngay cả tư cách làm con chó chạy vặt của thiếu gia Hàn còn không có, mà cũng dám ở đây phát ngôn bừa bãi, đúng là không biết tự lượng sức mình. Hồ Chí Bằng lúc trước châm biếm Tiêu Chính Văn cũng lập tức đứng lên, tức giận đập bàn quát mắng Tiêu Chính Văn. Những lời này, Hàn Khắc Sảng có thể không nói được. Nhưng hắn thì có thể. Tiêu Chính Văn cười khẩy, ánh mắt u ám liếc nhìn Hồ Chí Bằng nói, ồ, vậy sao? Thảo nào vừa nãy tôi cứ nghe thấy tiếng chó sủa, thì ra anh chính là con chó chạy vặt của thiếu gia Hàn. Soạt, mọi người lại lần nữa hít vào một hơi khí lạnh. Hồ Chí Bằng tức giận đến mức mặt đỏ bừng, cực kỳ căm phẫn chừng mắt liếc xéo Tiêu Chính Văn, quát mắng, mày muốn chết à? Hắn không tin, một tên nhà quê,
một tên vệ sĩ đứng canh cửa lại có thể dám coi trời bằng vung như vậy. Hắn vừa muốn xông lên đánh Tiêu Chính Văn một trận, thì bị Hàn Khắc Sảng ở bên cạnh kéo lại. Được rồi, mọi người đều tới đây để vui vẻ, không cần thiết phải tức giận vì chuyện nhỏ nhặt này. Hàn Khắc Sảng cũng rất biết làm người, hắn lập tức vỗ vỗ tay, nâng ly nói, nào, mọi người cạn một ly, kính chúc Mộng Liên mãi mãi tuổi 18. Mọi người nghe xong, cũng cùng nhau đứng dậy nâng ly, duy chỉ có Tiêu Chính Văn, Tô Mặc Như và Lâm Lập Hàm là không đứng dậy. Còn có Lục Chi Hàng đã uống say cũng không đứng dậy. Hắn đã uống quá nhiều, say đến mức ngất xỉu. Lúc này Tô Mặc Như rất tức giận, hôm nay cô ta đến đây không phải để bị bắt nạt, nếu không phải lo lắng sẽ liên lụy tới Tiêu Chính Văn thì cô ta đã sớm trở mặt với mấy người này. Lâm Lập Hàm vẫn một mực ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Mặc dù cô ta ăn mặc rất phong cách và thời thượng, nhưng từ lúc bước vào cửa, ngoại trừ giới thiệu bản thân thì cô ta cũng không nói thêm một câu nào. Bởi vì, cô ta biết tính cách của Tô Mặc Như. Hơn nữa, cô ta cũng không quen thân với đám người ở đây lắm nên chỉ im lặng ngồi quan sát. Cô ta biết rõ, những người này đắc tội Tô Mặc Như thì sẽ không có kết quả tốt. Tô Mặc Như là một trong bốn bông hoa bá vương ở tỉnh. Có biết bao cậu ấm nhà giàu đã tranh giành để muốn có được cô ta? Nếu so sánh những cậu ấm nhà giàu trong phòng bao với đám thiếu gia con nhà giàu có ở tỉnh, thì khác nào múa rìu qua mắt thợ, không đáng nhắc đến. Nhớ tới cảnh tượng trước kia, Lâm Lập Hàm không khỏi có chút thương cảm, tự uống một mình vài ly. Cô ta đã rời khỏi tỉnh, rời khỏi gia đình đó, một mình lưu lạc ở Tu Hà đã 3 năm nay. Đương nhiên Tiêu Chính Văn đã chú ý đến sự thay đổi trên gương mặt Lâm Lập Hàm, anh muốn nói vài câu thì Hàn Khắc Sảng bên kia đã lên tiếng sao thế, tiểu thư Tô và hai vị đây, đều không định nể mặt tôi sao? Ánh mắt Hàn Khắc Sảng hết sức nham hiểm, lạnh lùng liếc nhìn Tô Mặc Như, giọng nói cũng trở nên lạnh tanh. Từ trước đến giờ hắn chưa từng bị mất mặt như thế, liên tiếp bị người ta vả vào mặt. Điều này khiến Hàn Khắc Sảng rất không thoải mái. Nếu ở tỉnh thì hắn đã sớm dùng mạng lưới quan hệ của mình bắt trói Tô Mặc Như đưa đi, sau đó đưa vào khách sạn, điên cuồng đè dưới thân, khiến người phụ nữ kiêu ngạo này phải quỳ xuống cầu xin tha, cũng để cô ta hiểu rõ thế nào mới là đàn ông thật sự. Nể mặt anh, mặt mũi anh lớn lắm sao? Không đợi Tô Mặc Như lên tiếng, Tiêu Chính Văn khẽ nhướng mày, ánh mắt hiện lên sự lạnh lùng từ trong xương cốt, lạnh lùng nói, thiếu gia Hàn, tiểu thư Tô không hề muốn nói chuyện với anh. Tại sao anh vẫn không biết xấu hổ mà đeo bám thế? Anh là con chó chỉ biết theo đuôi người khác sao? Mọi người xôn xao. Vẻ mặt của mọi người bỗng đanh lại, liếc nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt không thể tin được. Trời ạ! Chắc chắn anh ta là bị điên rồi. Dám mắng cả Hàn Khắc Sảng, mắng anh ta là con chó theo đuôi. Bọn họ đều nghi ngờ tai mình nghe nhầm. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng đang cười thầm trong lòng. Nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt vui mừng khi người khác gặp họa. Tên này xong đời rồi. Hết lần này tới lần khác đắc tội với Hàn Khắc Sảng, e là hôm nay không thể bước ra khỏi căn phòng này. Rất có khả năng anh ta bị đánh gãy chân tay, ném từ trên tầng xuống. Sắc mặt Hàn Khắc Sảng cũng trở nên u ám đến cực điểm, trong mắt lóe lên sát khí lạnh tanh, nhìn Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn. Tao đã nhẫn nhịn mày lâu lắm rồi. Mày đang khiêu khích sự kiên nhẫn của tao sao? Từ trước đến giờ chưa từng có ai dám nhục mạ hắn như vậy. Hàn Khắc Sảng nổi giận đùng đùng, cơn lửa giận trong lồng ngực bốc cháy ngùn ngụt. Nếu không phải vì giữ hình tượng thì hắn đã sớm tung nắm đấm vào Tiêu Chính Văn. Thiếu gia Hàn, tên Tiêu Chính Văn này quá vênh váo rồi. Không coi anh ra gì, ăn mặc thì như tên nhà quê, mồm lại thối như thế. Cũng không nhìn lại bản thân là cái thá gì. Hồ Chí Bằng vừa bị Tiêu Chính Văn chọc giận, cũng lại đứng bật dậy, phẫn nộ nói, thiếu gia Hàn. Tôi thấy hắn không muốn sống nữa rồi, chúng ta xử lý hắn, bắt hắn phải quỳ xuống xin lỗi đi. Chương 403, không phục à. Sắc mặt Hàn Khắc Sảng vô cùng u ám, hai mắt toát ra sát khí lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn. Tao cũng không ngại nói cho mày biết, hôm nay, tao chỉ đến đây vì Tô Mặc Như. Nếu mày thức thời thì mau chóng quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao, sau đó cút khỏi chỗ này. Nếu không mày sẽ phải chịu đòn rất thê thảm. Hàn Khắc Sảng hắn không phải là người dễ bị bắt nạt, mặc kệ cho người muốn làm gì thì làm, nếu hắn nổi giận thì chuyện gì hắn cũng dám làm. Hơn nữa,
Hàn Khắc Sảng vốn dĩ là con nhà luyện võ, ngày thường tập luyện không ít, đồng thời cũng là một cao thủ taekwondo đai đen. Càng đáng sợ hơn là nhà họ Hàn còn mở võ đường ở tỉnh. Trong võ đường có hơn 300 đệ tử. Mỗi người đều có khả năng một đòn đánh chết tên vệ sĩ thối tha Tiêu Chính Văn. Võ đường của nhà họ Hàn là võ đường hạng nhất hạng nhì ở tỉnh, còn có 3 vị cao thủ cấp binh vương đã giải ngũ đang làm huấn luyện viên. Ông chủ của võ đường là gia chủ nhà họ Hàn, bố của Hàn Khắc Sảng, một cao thủ quân vương chuẩn cấp 1 sao. Có thể nói, ông ta là đại sư của giới võ thuật ở tỉnh. Đắc tội với Hàn Khắc Sảng tương đương với việc đắc tội với nhà họ Hàn ở tỉnh, chết là cái chắc. Lúc này, Hàn Khắc Sảng nổi giận, người cùng bàn đều tránh còn không kịp, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong phòng bao hạ thấp xuống 10 mấy độ. Tiêu Chính Văn bình tĩnh liếc nhìn hắn, anh định đứng dậy, đột nhiên bị Tô Mặc Như giữ lại. Tô Mặc Như cũng lo lắng Tiêu Chính Văn sẽ làm ra chuyện gì đó quá đáng, lần trước cô ta đã chứng kiến cảnh anh dạy dỗ đám người Lục Chi Hàng, tên này một khi mất kiểm soát thì sẽ bất chấp hậu quả. Tiêu Chính Văn mỉm cười, vỗ vào vai của Tô Mặc Như, nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, tôi biết chừng mực. Chỉ là đối phó với mấy cậu ấm con nhà giàu thôi mà, giống dọn rác thôi. Kiêu ngạo, cực kỳ kiêu ngạo, Hàn Khắc Sảng điên tiết. Hắn nhìn Tiêu Chính Văn bước về phía mình, nhướng mày, lạnh lùng cười nói, sao nào, xem bộ dạng này của mày, là không phục đúng không? Vẫn còn muốn đánh nhau với tao ư, ngạo mạn thì nhất định phải trả giá đắt. Hàn Khắc Sảng rất tự tin với thực lực của bản thân. Trước đây, hắn dựa vào phong độ của bản thân khi so tài trên võ đài đã giành được không ít sự sùng bái của phụ nữ. Ngày hôm nay lại vừa khéo. Tên Tiêu Chính Văn này lại không tự lượng sức mình tự tìm đến cái chết, vậy thì Hàn Khắc Sảng cũng không ngại thể hiện sức mạnh của bản thân, cũng vừa hay để Tô Mặc Như nhìn cho rõ, thế nào mới gọi là đàn ông đích thực. Hơn nữa, đối phó với tên vệ sĩ thối tha Tiêu Chính Văn có vẻ không chịu nổi một đòn này thì hắn hoàn toàn không cần dùng hết sức lực. Lấy trứng chọi đá, không tự lượng sức mình. Hàn Khắc Sảng không khỏi siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng rắc rắc. Phù! Âm thanh xé trong không gian. Đi chết đi. Hàn Khắc Sảng giáng một cú đấm giận dữ lên mặt Tiêu Chính Văn, ánh mắt đằng đằng sát khí. Trong mắt tất cả mọi người ở đây, rõ ràng cú đấm này hết sức mạnh mẽ. Đây chính là thực lực của Hàn Khắc Sảng sao? Không hổ là cao thủ taekwondo đai đen. Nhà họ Hàn ở tỉnh quả nhiên lợi hại. Cú đấm này chắc là có thể đánh chết một con trâu. Trong lúc mọi người kinh ngạc thán phục, Hàn Khắc Sảng cũng nhếch mép. Vẻ mặt dữ tợn như thể hắn đã nhìn thấy cảnh cú đấm của mình đánh Tiêu Chính Văn chảy máu mũi, sau đó đối phương quỳ xuống đất xin tha thứ. Tuy nhiên, nằm ngoài suy tính của mọi người, Tiêu Chính Văn vẫn giữ tư thế bình tĩnh, hai tay đút túi quần. Vãi! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Làm màu quá rồi đấy nhỉ? Đây không phải là muốn chết sao? Chẳng lẽ hắn muốn giữ hình tượng trước mặt Tô Mặc Như? Ha ha! Hắn cũng không nhìn xem đối phương là ai. Hàn Khắc Sảng chính là quán quân vô địch 3 năm liên tiếp giải đấu tay không. Đám người Triệu Mộng Liên, Hồ Chí Bằng cũng đang nhếch mép cười chế nhạo, như thể đã đoán được cảnh tiếp theo, nhưng đúng lúc này, Tiêu Chính Văn ra tay. Anh tung nắm đấm nghênh đón. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Hàn Khắc Sảng dữ tợn, nhếch mép cười khinh bỉ. Muốn chết à? Còn dám đánh trả, đúng là tự chuốc lấy thất bại. Bịch. Ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang vọng khắp phòng bao. Hai nắm đấm va vào nhau giữa không trung. Răng rắc, hình như còn có tiếng xương gãy. Những người đứng sau Hàn Khắc Sảng đều nhếch mép cười khẩy, bọn họ biết, Tiêu Chính Văn chết chắc rồi. Cánh tay của tên này chắc chắn đã gãy. Con đàn bà đê tiện Triệu Mộng Liên còn tỏ vẻ đau lòng nói với Tô Mặc Như cậu có nghe thấy gì không? Đó chẳng phải là tiếng xương gãy sao? Thật đáng thương, nhưng... Cảnh tượng tiếp theo lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thốt nên lời. Bởi vì, Hàn Khắc Sảng đột ngột lùi lại vài bước, hơn nữa, cánh tay hắn đã bị cong vẹo 90 độ. Trên mặt có vô số sự tự tin của hắn lúc trước giờ đây chỉ còn lại sự kinh hoàng và run sợ, sắc mặt tái mét. Dường như 5 ngón tay của hắn bị gãy rồi. Đau đớn thấu tim gan khiến Hàn Khắc Sảng không nhịn được kêu rên thảm thiết. Còn Tiêu Chính Văn vẫn mảy may không làm sao đứng yên tại chỗ, vung vẩy nắm đấm, tỏ vẻ như đang gãi ngứa nói, chỉ có thế thôi à.
tôi thấy cũng bình thường thôi. Nửa câu còn lại của Triệu Mộng Liên bị nghẹn lại cổ họng, hai mắt chết lặng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, trong lòng cô ta đã sớm kinh ngạc không thôi. À, tay của tao, mày muốn chết à? Hàn Khắc Sảng tức giận, ôm lấy cánh tay mình, không còn khí thế của một thiếu gia lúc trước nữa. Chương 404, không biết điều. Lúc này Hàn Khắc Sảng hoàn toàn chết lặng, hắn không tài nào tin được, hắn lại không thắng nổi Tiêu Chính Văn trước mặt. Cú đấm này của hắn, lại có thể thua thảm hại, thậm chí là năm ngón tay đều bị bẻ gãy. Hắn là quán quân vô địch giải đấu tay không của tỉnh 3 năm liền, là thiếu gia nhà họ Hàn ở tỉnh có truyền thống võ thuật, thực lực của hắn không thể coi thường. Nhưng, Tiêu Chính Văn chỉ cần dùng một đòn nhẹ nhàng đã khiến tay hắn bị gãy, hơn nữa bản thân không hề bị thương vẫn đứng yên tại chỗ, dáng vẻ bình tĩnh. Điều này khiến Hàn Khắc Sảng cực kỳ kinh sợ và giận dữ. Lúc này, Tiêu Chính Văn tiến lên một từng bước đi về phía Hàn Khắc Sảng, khí thế trên người đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, ánh mắt cũng hết sức lạnh lùng bá đạo. Thằng khốn, mày muốn làm gì? Tao là thiếu gia nhà họ Hàn ở tỉnh, bố tao là Hàn Lôi Long. Nếu mày dám làm gì tao, bố tao và cả nhà họ Hàn sẽ không tha cho mày. Bao gồm cả họ nhà mày. Lúc này Hàn Khắc Sảng rõ ràng đã sợ hãi, hắn lùi về sau mấy bước, tức giận gào mồm lên. Bởi vì, hắn nhìn ra được sát khí và sự lạnh lùng từ trên khuôn mặt của Tiêu Chính Văn. Loại sát khí này, hắn chỉ từng thấy từ trên người bố hắn mà thôi. Không. Chính xác mà nói, sát khí trên người Tiêu Chính Văn còn mạnh mẽ hơn bố hắn gấp vạn lần. Sao có thể chứ? Bố hắn là một trong những người đại diện của giới võ thuật, là một đại sư, còn là cường giả quân vương chuẩn cấp một sao. Nhưng Tiêu Chính Văn trước mắt, mang lại cho hắn cảm giác như một vị sát thần. Lúc này, tất cả những người trong phòng bao đều bị khí thế trên người Tiêu Chính Văn trấn áp. Sau khi Triệu Mộng Liên phản ứng lại, lập tức đứng lên chỉ thẳng mặt Tiêu Chính Văn nói, anh điên rồi. Thiếu gia Hàn là người mà một tên vệ sĩ thối tha như anh có thể chọc vào sao? Anh muốn chết đúng không? Còn làm liên lụy bọn tôi, anh có biết không hả? Quá láo xược, thiếu gia Hàn là người có thể bóp chết anh chỉ bằng một tay, anh còn dám động tay động chân với thiếu gia Hàn à? Không tự lượng sức mình, mau quỳ xuống xin lỗi thiếu gia Hàn, nếu không hôm nay anh đừng hòng bước ra khỏi phòng bao này. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều phản ứng lại, hùng hùng hổ hổ, nhao nhao mắng chửi Tiêu Chính Văn, xem ra ai cũng cho rằng hành vi vừa nãy của Tiêu Chính Văn là muốn chết. Nhưng, Tiêu Chính Văn bình tĩnh lắc đầu, đứng trước mặt Hàn Khắc Sảng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Hàn Khắc Sảng lập tức như chim sợ cành cong, từng giọt mồ hôi lớn trên trán chảy ròng ròng. Hắn hiểu rõ thực lực của bản thân, vậy nên, lúc này hắn càng hiểu rõ thực lực của Tiêu Chính Văn. Mày rốt cuộc muốn làm gì? Đừng cho rằng mày chiếm được ưu thế mà tưởng không ai địch nổi. Vừa nãy tao chỉ là sơ ý thôi, Hàn Khắc Sảng run rẩy nói, muốn cố gắng dọa Tiêu Chính Văn. Chỉ tiếc rằng, biểu cảm của hắn đã bán đứng sự sợ hãi và căng thẳng của hắn. Từ trước đến nay Hàn Khắc Sảng chưa từng sợ hãi và hoảng hốt như vậy, người đàn ông trước mặt mang đến cho hắn một cảm giác không chân thực, như thể hắn đang đối mặt với thần chết đến từ địa ngục. Khiến cả linh hồn hắn run rẩy. Thiếu gia Hàn, đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Tiêu Chính Văn nhấc tay, nhẹ nhàng vỗ lên vai Hàn Khắc Sảng, nhếch mép cười khẩy. Chúng ta có gì để nói đâu chứ? Cút ra! Hàn Khắc Sảng sững sờ, sau đó hét lên một tiếng giận dữ, hất thẳng cánh tay Tiêu Chính Văn ra. Tiêu Chính Văn nhún vai, quay đầu nhìn Tô Mặc Như nói, cô xem, anh ta không chịu nói chuyện. Đúng là không biết điều. Dứt lời, Tiêu Chính Văn lại quay đầu nhìn Hàn Khắc Sảng, lúc này, trong mắt anh đã lộ ra sát khí ngút trời. Ánh mắt này dọa Hàn Khắc Sảng run lẩy bẩy, ấp a ấp úng quát lên, mày muốn làm gì? Làm gì à? Vừa nãy tôi đã cho anh một cơ hội quỳ xuống dâng trà, xin lỗi tôi vì tội bất kính của anh. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, đồng thời tát bốp một cái, âm thanh vang vọng khắp phòng bao khiến ai nấy đều kinh hãi. Tất cả mọi người đều sững sờ. Tên Tiêu Chính Văn này lại dám ra tay đánh Hàn Khắc Sảng. Đúng là không muốn sống nữa rồi. Tô Mặc Như, chắc chắn bạn của cậu bị điên rồi. Điên rồi, anh ta lại dám đánh thiếu gia Hàn. Đây là tự tìm đường chết mà. Đồng thời, Triệu Mộng Liên hít sâu vào một hơi khí lạnh,
nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt kinh ngạc, nói với Tô Mặc Như, mau ngăn bạn của cậu lại. Anh ta coi trời bằng vung quá rồi, không chỉ hại bản thân mà còn liên lụy đến mọi người. Nhà họ Hàn là thế gia võ thuật của tỉnh, thế lực không thể coi thường. Chỉ cần một câu nói của nhà họ Hàn, tất cả chúng ta đều coi như xong. Câm miệng. Tô Mặc Như lạnh lùng quát một tiếng, trừng mắt liếc xéo Triệu Mộng Liên, dọa cô ta câm như hến. Sắc mặt Tô Mặc Như lập tức cũng trở nên tái mét, trong lòng hơi hoảng loạn. Tiêu Chính Văn vì mình mà đắc tội với Hàn Khắc Sảng, cũng chính là đắc tội với nhà họ Hàn. Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì thì đây là trách nhiệm của mình. Nghĩ như vậy, Tô Mặc Như hơi lo lắng, vừa muốn bước lên ngăn cản nhưng bị Lâm Lập Hàm bên cạnh giữ lại. Chị à, chị làm gì vậy? Ngồi yên một chỗ, chị cảm thấy Tiêu Chính Văn này không phải người đơn giản, sẽ không làm những chuyện không có đầu óc, trước tiên cứ xem đã, đợi lát nữa nói sau. Lâm Lập Hàm cười nhạt, ánh mắt lúc nhìn về Tiêu Chính Văn càng thêm tò mò. Người đàn ông này đúng là càng lúc càng thần bí. Rốt cuộc anh ta có thế lực và bản lĩnh như thế nào mới dám ra tay với Hàn Khắc Sảng, một trong bốn thiếu gia ở tỉnh như vậy chứ? Là nhà họ Hàn ở tỉnh đấy. Mà ở bên này, Hàn Khắc Sảng bị tát nghiêng đầu, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa nói lên lời. Đợi lúc phản ứng lại, hắn tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, phẫn nộ hét lên, mày muốn chết à? Mày sẽ phải trả giá đắt cho cái việc mày làm lúc nãy. Tao sẽ diệt cả họ nhà mày. Từ lúc hắn sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn bị vả vào mặt ngay trước mặt mọi người. Hắn tức giận và căm phẫn. Trả giá. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười khẩy, chẳng thèm để ý đáp, vậy tôi muốn xem thử, thiếu gia Hàn có thể bắt tôi trả giá thế nào. Được được được, đây đều là do mày tự chuốc lấy. Hàn Khắc Sảng điên tiết đến mức cả người run lẩy bẩy, cầm điện thoại gọi một cuộc, tức giận nói, mau đến đây cho tao. Ông đây bị người đánh trên địa bàn của mày. Anh ta tiêu rồi, thiếu gia Hàn tức giận thật rồi. Tô Mặc Như, cậu xem bạn cậu đã làm ra chuyện tốt gì kìa. Triệu Mộng Liên mở miệng là trách móc oán hận, ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn. Tô Mặc Như chỉ lạnh lùng liếc xéo, phớt lờ cô ta. Điều này khiến Triệu Mộng Như rất tức giận, trong lòng thầm nguyền rủa, không phải chỉ xinh đẹp một chút thôi sao, tỏ ra kiêu căng cái gì chứ. Lát nữa người của thiếu gia Hàn tới, xem cậu còn có thể bình tĩnh được như vậy hay không. Tiêu Chính Văn, bây giờ mày nhận lỗi còn kịp, chỉ cần mày quỳ xuống, dập đầu xin lỗi tao, sau đó tự chặt đứt hai cánh tay thì tao có thể nể mặt tiểu thư Tô mà tha cho mày một lần. Nếu không, đợi người của tao đến thì mày sẽ phải lết từ chỗ này ra ngoài. Đây chính là lời khuyên cuối cùng tao dành cho mày. Khuôn mặt Hàn Khắc Sảng đằng đằng sát khí lạnh tanh, nhếch mép cười khẩy. Từ lúc gọi điện thoại, hắn đã lấy lại lòng tin. Chương 405, muốn tôi tha cho anh sao? Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Hàn Khắc Sảng, nhếch môi cười, nói, vậy tôi sẽ chờ. Sau đó, anh lại ngồi xuống bên cạnh Tô Mặc Như. Anh thật sự không sợ sao? Hàn Khắc Sảng là thiếu gia của nhà họ Hàn ở tỉnh. Nhà họ Hàn này là thế gia võ thuật ở tỉnh đó. Ở võ đường do nhà họ mở, có hơn 300 học trò, ngoài ra còn có hai vị huấn luyện viên cấp binh vương. Tô Mặc Như lo lắng nói, còn có Hàn Lôi Long, ông ta là một trong những đại sư võ thuật hàng đầu của tỉnh. Thực lực của ông ta hình như cũng phải ngang hàng với cấp quân vương, hai huấn luyện viên cấp quân vương. Một ông bố với sức mạnh của một quân vương, thực lực như vậy trong mắt người thường, quả thực là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng trong mắt Tiêu Chính Văn thì anh không sợ hãi chút nào. Sao, cô lo lắng cho tôi à, Tiêu Chính Văn nhướng mày trêu đùa. Có những lúc Tiêu Chính Văn phát hiện ra Tô Mặc Như khá buồn cười, nên anh thản nhiên trêu chọc, coi như một cách giải tỏa bầu không khí căng thẳng. Nghe vậy Tô Mặc Như sửng sốt, sau đó bĩu môi, ai lo lắng cho anh chứ? Tôi chỉ muốn nói cho anh biết là đừng có chọc vào nhà họ Hàn này. Bây giờ anh gặp rắc rối rồi đấy. Ừ, Tiêu Chính Văn thờ ơ đáp, anh cầm đũa lên, bắt đầu dùng bữa. Chủ yếu là anh thực sự đói. Nhìn thấy cảnh này, những người khác trong phòng bao rất tức giận. Đặc biệt là Hàn Khắc Sảng, mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt lạnh tanh. Tên Tiêu Chính Văn này ngang ngược quá nhỉ. Không bao lâu sau, cửa phòng bao bị đá thật mạnh, mở ra, kèm theo đó là một tiếng gầm rú, dám ra tay với thiếu gia Hàn, là thằng nào muốn tìm đường chết thế. Ngay sau đó,
một người đàn ông xăm mình lực lưỡng xông vào từ ngoài cửa cùng với 7-8 tên côn đồ, vẻ mặt hung tợn, lạnh lùng. Trông đám người này không khác gì băng đảng xã hội đen trong các bộ phim Hồng Kông, thực sự đáng sợ, trong tay còn đang cầm vũ khí nguy hiểm như dao. Kể từ khi bọn chúng xuất hiện, đám người Hàn Khắc Sảng ở trong phòng bao đều đứng dậy, vẻ mặt đầy phấn khích, hứng khởi. Nhất là Hồ Chí Bằng trước đó không ngừng chửi mắng Tiêu Chính Văn, ngay lập tức nhảy cẫng lên, hét lên vui mừng, tới rồi, tới rồi. Hóa ra là anh Khải, Vương Khải. Ha ha ha, lần này Tiêu Chính Văn chết chắc rồi. Anh Khải là đại ca dẫn đầu trong khu này đấy, thủ đoạn ra tay tàn nhẫn lắm. Khóe miệng Hàn Khắc Sảng cũng nhếch lên, để lộ nụ cười lạnh lùng, hắn chỉ vào Tiêu Chính Văn đang ngồi, sau đó nói với đám người Vương Khải đang xông vào, ra lệnh, Vương Khải. Bẻ gãy tay chân của tên này cho bổn thiếu gia, rồi ném hắn ra khỏi đây. Bây giờ, hắn đã có đủ tự tin. Có Vương Khải ở đây, hắn không tin hắn không dẹp yên được chuyện này. Vương Khải cũng rung vai, tràn đầy khí thế mạnh mẽ, lạnh lùng nói, thiếu gia Hàn, cứ giao cho tôi đi. Đảm bảo sẽ làm anh hài lòng. Dứt lời, gã nhìn về hướng Hàn Khắc Sảng đang chỉ, gầm lên, thằng nhóc kia. Dám ra tay với thiếu gia Hàn à? Mày đang tìm đường chết đấy, đứng lên cho tao. Tiêu Chính Văn lúc này đang ăn, nghe thấy tiếng gầm của Vương Khải, anh bình tĩnh đặt đũa xuống, lau miệng, sau đó nhướng mày nhìn qua, nhẹ giọng nói, vết thương lần trước đã lành chưa? Khoảnh khắc ấy, khi Vương Khải nhìn thấy khuôn mặt mang theo ý cười lạnh lẽo của Tiêu Chính Văn, gã sững người, toát hết mồ hôi lạnh. Anh Tiêu, anh cũng ở đây à? Vương Khải lập tức thay đổi sắc mặt, y như một con chó chuyên lấy lòng chủ. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người khác, chạy lon ton đến chỗ Tiêu Chính Văn, cúi người cung kính, trên mặt nở một nụ cười nịnh nọt. Vãi trưởng! Chuyện quái gì thế này? Hàn Khắc Sảng sững sờ. Hồ Chí Bằng cũng chết lặng, mọi người đều choáng váng. Anh Tiêu! Vương Khải thực sự gọi anh ta là anh Tiêu. Thế giới này bị điên à? Hay là họ nghe nhầm? Ngoại trừ Tô Mặc Như và Lục Chi Hàng. Hầu như tất cả mọi người đều phải kinh ngạc trước hành động của Vương Khải. Ngay cả Lâm Lập Hàm vẫn luôn giữ thái độ kiêu ngạo lạnh lùng, lúc này cũng phải nhướng mày, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt vô cùng tò mò. Tên này có vẻ lợi hại hơn cô ta tưởng rất nhiều. Một tiếng anh Tiêu của Vương Khải có thể nói là đã khiến toàn bộ đám đông run lên cầm cập. Tiêu Chính Văn là ai? Thực sự chỉ là một tên vệ sĩ quèn sao? Vậy thì tại sao đại ca của khu vực này lại gọi anh ta một tiếng anh đầy kính trọng như vậy? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Vương Khải, trông chẳng giống diễn kịch chút nào. Đôi mắt đẹp của Tô Mặc Như tràn đầy vẻ hiếu kỳ, cô ta nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi bên cạnh mình. Biết y thuật, biết võ thuật. Anh ta là ai? Sắc mặt của Hàn Khắc Sảng lúc này trở nên u ám, sầm xì như trời sắp đổ cơn mưa, tức giận siết chặt nắm tay. Cả đời này hắn có mơ cũng không thể ngờ rằng đám trợ thủ hắn gọi tới lại phản bội hắn trong nháy mắt như vậy. Đây không phải là tát vào mặt hắn sao? Tiêu Chính Văn không ngờ rằng đám trợ thủ của Hàn Khắc Sảng là Vương Khải, người đã được anh dạy dỗ lần trước. Nhìn thấy tên này, trong lòng anh liền cảm thấy buồn cười. Sau khi chào hỏi vài câu đơn giản với Vương Khải, tên này quay đầu lạnh lùng nhìn đám người Hàn Khắc Sảng, chỉ vào mũi mắng chửi thiếu gia Hàn, anh có ý gì đây? Anh gọi tôi tới để xử lý anh Tiêu. Anh mà không nói rõ ràng chuyện này, hôm nay đừng ai rời khỏi nhà hàng này. Ánh mắt Hàn Khắc Sảng lập tức tràn đầy vẻ lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự khiêu khích và nhục mạ rõ mồn một thế này. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng nói, Vương Khải. Đừng có mà không biết xấu hổ, mẹ nó chứ anh có được địa vị như ngày hôm nay còn không phải nhờ tôi à. Ông đây mới là người cho các anh cơm áo gạo tiền. Nếu anh dám đối đầu với tôi chắc chắn rằng ngay bây giờ, anh và đám anh em của anh sẽ không còn chỗ đứng ở Tu Hà này đâu. Vương Khải sửng sốt, vẻ mặt do dự, gã hiểu ý của Hàn Khắc Sảng, lăn lộn ở Tu Hà này, kẻ có tiền mới là vua. Sở dĩ Vương Khải được người khác tâng bốc như vậy chính là vì đám thiếu gia nhà giàu thường tìm gã đi làm mấy chuyện đánh nhau, gây gổ. Còn Hàn Khắc Sảng này lại là đại thiếu gia ở tỉnh. Nếu chọc đến bọn họ, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Vương Khải gã thì không quan trọng, quan trọng là đám anh em đang đi theo gã. Gã trọng tình cảm, cũng trọng nghĩa khí. Một bên là Hàn Khắc Sảng đang uy hiếp, một bên là anh Tiêu.
Tuy rằng gã lựa chọn nịnh bợ Tiêu Chính Văn là bởi vì gã đã chứng kiến anh đánh nhau rất giỏi, muốn tìm người chống lưng cho gã. Nhưng trước một đại thiếu gia như Hàn Khắc Sảng, Tiêu Chính Văn có thể cầm cự được hay không là điều mà Vương Khải bắt buộc phải cân nhắc. Trong lúc Vương Khải do dự, sắc mặt Hàn Khắc Sảng liền thay đổi, hắn biết ngay là đám người xấu xa này chỉ biết tiền thôi, trên đời này có chuyện gì mà tiền không giải quyết được chứ. Không ngờ, Vương Khải đột nhiên nổi loạn, lao tới túm lấy cổ áo Hàn Khắc Sảng và hét lên, Hàn Khắc Sảng, đừng có mà ra vẻ ta đây ở chỗ này nhé. Đừng tưởng rằng anh có tí tiền là có thể sỉ nhục nhân cách của tôi. Anh Tiêu là đại ca trong lòng tôi, và sẽ luôn như vậy. Anh muốn Vương Khải tôi làm kẻ nhút nhát, thất tín bội bạc sao? Ông đây không bao giờ làm điều đó. Cút, còn không cút đi, có tin ông đây cho đàn em chém luôn không? Vương Khải mắng mà cảm thấy hết sức thoải mái, nhưng thật ra gã cũng không dám thật sự ra tay đánh anh ta, dù sao đối phương cũng là đại thiếu gia của nhà họ Hàn ở tỉnh. Nếu đánh chết anh ta, gã không thể nào tiếp tục sinh sống ở Tu Hà này nữa. Được, được lắm, Vương Khải, nhớ kỹ lời tao vừa nói, ông đây có cách khiến chúng mày sẽ phải sống như một con chó hoang ở Tu Hà. Hàn Khắc Sảng hất tay Vương Khải ra, hung dữ nhìn chằm chằm gã. Nói xong liền xoay người muốn rời đi, dù sao tình huống hiện tại đối với hắn rất bất lợi. Tuy nhiên, một câu nói đột ngột vang lên trong phòng bao. Tôi cho anh đi à? Tiêu Chính Văn từ đầu đến cuối vẫn ngồi lười biếng, lúc này mới bất ngờ lên tiếng, anh đứng dậy đi đến chỗ Vương Khải, vỗ vai gã, tỏ vẻ khen ngợi, rồi nhìn Hàn Khắc Sảng, gương mặt hiện rõ nụ cười lạnh lẽo. Chương 406, cầu xin chữa bệnh. Mày muốn làm gì? Hàn Khắc Sảng ôm cánh tay bị gãy của mình, nhíu mày nói. Đánh người không đánh mặt, cười người không cười người nghèo khổ, từ trước tới nay tôi ghét nhất là bị người khác đe dọa. Tiêu Chính Văn cười khẩy, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hàn Khắc Sảng đang run cầm cập. Mày thử đụng vào tao xem. Hàn Khắc Sảng hét lớn, muốn tăng thêm lòng can đảm cho mình. Ánh mắt của tên này quá đáng sợ, ánh mắt chỉ vừa chạm nhau trong phút chốc mà cả người Hàn Khắc Sảng đã ướt đẫm mồ hôi. Nói nhảm nhiều quá. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay tát một bạt tai. Không gian lặng như tờ. Một sự im lặng chết chóc. Anh ta dám đánh thật kìa. Điên rồ, quá điên rồ. Chắc chắn Tiêu Chính Văn bị điên rồi. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Hàn Khắc Sảng sững sờ đứng yên tại chỗ, rồi bất chợt gào thét, mẹ mày, bốp. Tiêu Chính Văn lại tát thêm một bạt tai nữa, cú tát này vô cùng dứt khoát, không chút do dự. Mọi người như sắp ngất xỉu. Sắc mặt Triệu Mông Liên thay đổi liên tục, gương mặt đỏ bừng, trợn tròn mắt, miệng cũng há to, kéo tay Tô Mặc như gào mồm lên, bạn của cậu điên rồi. Cậu ngăn anh ta lại mau, anh ta cứ tát như này thì chúng ta đều đừng mong rời khỏi đây được. Tô Mặc Như hoàn toàn không để ý đến Triệu Mộng Liên, cô cũng giơ tay tát một bạt tai vào mặt cô ta rồi hét lớn, im mồm. Mọi người lại sững sờ. Lúc này Vương Khải vừa kích động vừa lo lắng, kích động vì gã đã sớm muốn dạy dỗ tên công tử bột Hàn Khắc Sảng này một trận, suốt ngày Hàn Khắc Sảng luôn coi gã như người hầu kẻ hạ, hoàn toàn không xem gã như một con người. Còn lo lắng là việc Tiêu Chính Văn tát Hàn Khắc Sảng, việc này xem như đã đắc tội nhà họ Hàn. Mà đắc tội nhà đồng nghĩa với việc tự đào hố chôn mình, bọn họ cũng không thể sống ở Tu Hà được nữa. Mẹ kiếp, không ở được nữa thì chuyển chỗ khác. Vương Khải thầm đưa ra quyết định. Suy cho cùng, đám người này rất tôn sùng vũ lực. Tựa như người trong giang hồ, ai lợi hại thì bọn họ sẽ tôn sùng người đó. Với đám người Vương Khải thì lúc này Tiêu Chính Văn là đối tượng ngưỡng mộ không ai sánh được. Đám người Hồ Chí Bằng gieo hò thích thú nhất lúc nãy. Giờ cũng im bặt núp trong góc không lên tiếng, vẻ mặt đau khổ. Không phục sao, Tiêu Chính Văn cười nhạt. Ánh mắt Hàn Khắc Sảng như muốn giết người, u ám chừng Tiêu Chính Văn, cắn răng nói, mày đợi đó cho tao. Sau khi nói xong câu này, Hàn Khắc Sảng căm phẫn dẫn mấy cậu ấm nhà giàu rời đi. Chỉ còn lại ít người trong phòng bao rộng lớn, Hồ Chí Bằng cũng muốn rời đi nhưng lại bị Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm. Anh kia, đúng, anh đấy, chạy gì chứ? Đứng yên đó cho tôi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Hồ Chí Bằng lập tức sợ hãi đứng tại chỗ, run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh liên tục túa ra trên trán. Anh Tiêu, mong anh tha thứ cho tôi, vừa nãy tôi nhất thời hồ đồ. Lúc nãy,
Sắc mặt Hồ Chí Bằng khó coi như vừa ăn phải phân, hắn cũng không ngờ Hàn Khắc Sảng lại bỏ chạy nhục nhã như vậy. Ha ha! Tiêu Chính Văn cười khẩy, quay đầu nói với Vương Khải, tôi giao anh ta cho anh đấy. Vương Khải nghe lệnh, lập tức siết chặt nắm đấm chạy tới trước mặt Hồ Chí Bằng túm cổ áo hắn như xách một con gà, hung ác nói, ra chơi với anh tí nào. Sau đó, ngoài phòng bao vang lên tiếng kêu rên thảm thiết thấu trời của Hồ Chí Bằng, âm thanh này đã dọa những cậu ấm nhà giàu còn lại trong phòng bao đến mức dựng tóc gáy. Sau khi đám người Hàn Khắc Sảng rời khỏi Túy Tiên Lâu liền đứng ngay cửa có đèn đuốc sáng rực, hắn nhìn chằm chằm vào phòng bao số 2 với ánh mắt nham hiểm u ám, trầm giọng nói, tìm người cho tôi. Tối nay không để đứa nào thoát, thiếu gia Hàn, cậu có muốn tìm A Báo không? Một cậu ấm bên cạnh Hàn Khắc Sảng hỏi. Nhắc tới A Báo, ánh mắt cậu ấm nhà giàu này lóe lên vẻ sợ hãi, tên kia vừa ra tù chưa được bao lâu, trước đó hắn đứng đầu một vùng. Hại đời biết bao nhiêu cô gái ngây thơ, tay cũng dính không ít máu, là một người vô cùng hung ác. Mau bảo hắn dẫn người đến đây. Khóe miệng Hàn Khắc Sảng nở nụ cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, hắn không tin ở đất Tu Hà này có chuyện gì mà Hàn Khắc Sảng hắn không xử được. Hắn là thiếu gia nhà họ Hàn ở tỉnh. Tu Hà nhỏ xíu này không đủ để khiến hắn sợ hãi. Tiêu Chính Văn, tối nay, tao muốn lấy mạng của mày. Hiển nhiên, Tiêu Chính Văn đã trở thành tiêu điểm được chú ý nhất trong bữa cơm. Trong phòng bao lúc này, vài cậu ấm nhà giàu không dám nhìn anh, tên này quá điên rồ rồi đấy. Đặc biệt là Triệu Mộng Liên, khuôn mặt cô ta tái mét, mãi một lúc lâu sau mà chẳng nói không nên lời. Vốn dĩ hôm nay cô ta mượn cớ sinh nhật mình mời vài người bạn thân từng chơi cùng tới ăn mừng, nhằm mai mối Tô Mặc Như cho Hàn Khắc Sảng. Bởi vì cô ta biết Hàn Khắc Sảng không thích những cô nàng bình thường. Chỉ có cô gái như Tô Mặc Như mới lọt vào được mắt hắn. Chỉ cần làm tốt chuyện của Hàn Khắc Sảng thì sau này Triệu Mộng Liên có thể một bước lên mây tại Tu Hà, thậm chí là ở tỉnh. Giờ thì hay rồi, toàn bộ đều bị người đàn ông tên Tiêu Chính Văn trước mặt này phá hỏng. Cô ta tức giận đứng bật dậy, chỉ vào Tiêu Chính Văn, mắng nhiếc, anh bị bệnh hả? Hôm nay là sinh nhật tôi, ai mời anh tới cơ chứ? Anh cút đi cho tôi. Triệu Mộng Liên gào thét điên cuồng, hoàn toàn quên mất bộ dạng hung ác lúc nãy của Tiêu Chính Văn. Phụ nữ mà nổi điên lên thì không hề nói lý. Tiêu Chính Văn xoay người, thản nhiên nhìn cô nàng trang điểm đậm, sau đó nghiêng đầu nhìn Tô Mặc Như ngồi bên góc, hỏi, đây là bạn học của cô à? Thật chả ra làm sao? Tô Mặc Như hung dữ chừng mắt nhìn anh, rồi đứng dậy đi tới chỗ Triệu Mộng Liên, bất ngờ tát cô ta một bạt tai. Quá hung ác! Triệu Mộng Liên không rõ chuyện gì đang xảy ra, sững sờ chết lặng, vết hằn đỏ trên mặt khiến người khác nhìn thôi cũng thấy khiếp sợ. Triệu Mộng Liên, từ nay về sau, tình bạn của tôi và cậu đã hoàn toàn chấm dứt. Dứt lời, Tô Mặc Như tức giận dẫn Lâm Lập Hàm rời đi. Tiêu Chính Văn bất đắc dĩ nhún vai, rồi đi theo sau. Bọn họ vừa bước chân ra khỏi phòng bao đã nghe thấy tiếng la hét như phát điên phát ra từ trong phòng. Tiêu Chính Văn tặc lưỡi. Thầm thở dài, quả nhiên phụ nữ là một sinh vật đáng sợ. Ngay khi bọn họ vừa xuống lầu thì đột nhiên một người đàn ông trung niên trông có vẻ sốt ruột tới tìm bọn họ, chặn đường đi của bọn họ. Người anh em, mong cậu ra tay cứu bố tôi. Người đàn ông trông có vẻ lo lắng, muốn kéo Tiêu Chính Văn đi ngay lập tức. Tiêu Chính Văn hơi sững sờ, hỏi, bố của ông? Là ai vậy? Tôi không quen, có phải ông tìm nhầm người rồi không? Anh bối rối. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đứng tuổi kéo mình đi, muốn mình cứu bố ông ta. Nhưng Lâm Lập Hàm ở bên cạnh chợt kinh ngạc nói, là Chu Văn Chính. Chủ tịch của tập đoàn Chu Thị. Từ phản ứng của Lâm Lập Hàm có thể thấy chắc chắn Chu Văn Chính là một nhân vật lớn đứng đầu. Nhưng Tiêu Chính Văn thực sự không quen biết ông ta, đối phương còn liên tục kéo tay anh nói, người anh em, tôi cầu xin cậu, bố tôi sắp không xong rồi, mong cậu tới xem thử. Đáng lý ra chúng tôi nên nghe theo lời khuyên của cậu, lúc này Tiêu Chính Văn đã biết đối phương là ai, anh thản nhiên nói, ông này, lúc trước tôi từng nhắc nhở rồi, hôm nay ông cụ đó không nên uống rượu mà mấy người không nghe, giờ xảy ra chuyện rồi thì trách được ai đây. Lúc này, Chu Văn Chính vô cùng hối hận, ông ta không ngờ bố mình vì uống hơn một ly rượu mà lại ngất xỉu ở trong phòng bao. Trước khi ông cụ hôn mê có nhắc tới việc vô tình gặp được một cậu trai trẻ ngay cửa. Ông ta không biết nên làm như nào. Lâm Lập Hàm đứng bên cạnh quan sát,
kinh ngạc há hốc mồm, vậy mà anh ta lại từ chối lời thỉnh cầu của Chu Văn Chính. Thật quá điên rồ. Cả Tu Hà này, người có thể từ chối Chu Văn Chính có thể đếm trên một bàn tay. Chu Văn Chính là chủ tịch của tập đoàn Chu Thị ở Hương Giang. Mà ở Tu Hà cũng có chi nhánh của tập đoàn. Chỉ chi nhánh này thôi cũng là một trong 10 doanh nghiệp lớn ở Tu Hà rồi. Ngay cả những nhân vật như chủ tịch thành phố Tu Hà và tỷ phú Lý Trường Thắng cũng phải khép nép trước mặt Chu Văn Chính và lão gia nhà họ Chu. Bây giờ, rốt cuộc người đàn ông tên Tiêu Chính Văn có lai lịch thế nào? Mà anh ta lại dám từ chối Chu Văn Chính. Chương 407, anh ta là thần y. Tô Mặc Như cũng nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính Văn, đôi mắt xinh đẹp tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta có thể nhìn mặt đoán bệnh thật sao? Trung y chú trọng đến việc nhìn, ngửi, hỏi và bắt mạch, mỗi bước đều là những tinh hoa tổ tiên truyền lại. Mỗi vị bác sĩ giàu y đức, có thể chỉ dựa vào một trong 4 kỹ năng y thuật này thì có thể đạt được hiệu quả trong việc chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh. Mà nhìn chính là y thuật khó tiếp cận được nhất trong lĩnh vực y học cổ truyền. Ngay cả ông nội của Tô Mặc Như, đều không dám dùng đến từ nhìn vậy mà Tiêu Chính Văn lại chỉ cần liếc nhìn người khác là có thể chẩn đoán được nguyên nhân phát bệnh. Anh ta là thần y sao? Nói không chừng, kỹ năng nhìn của anh ta còn cao thâm hơn ông nội của cô. Vốn dĩ trước đó Tô Mặc Như thấy sắc mặt ông cụ kia rất tệ, nhưng cũng không dám phán đoán sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ, mọi việc đều đã ứng nghiệm. Chu Văn Chính cũng rất hối hận, cúi mặt xuống cầu xin, người anh em, trước đây xúc phạm cậu là lỗi của chúng tôi. Nhưng bây giờ tính mạng ông cụ nhà tôi ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cậu mới có thể cứu ông ấy, Chu Văn Chính tôi cầu xin cậu đấy. Cầu xin, đây là chuyện mà cả đời này Chu Văn Chính chưa từng làm, nhưng ngày hôm nay, ông ta không thể không cúi đầu trước người thanh niên trẻ tuổi này. Tiêu Chính Văn cũng hành động có chừng mực. Để thuận tiện cho công việc sau này, anh thoải mái nói, thấy ông hiếu thuận như thế, vậy tôi miễn cưỡng đi xem. Cảm ơn, bố tôi bên này. Chu Văn Chính vội nói lời cảm ơn rồi dẫn mấy người Tiêu Chính Văn đến phòng Bao Thiên Tự ở tầng 3. Lâm Lập Hàm cũng đi theo, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ, Chu Văn Chính là chủ tịch tập đoàn Chu Thị ở Hương Giang. Tập đoàn Chu Thị nằm trong khu vực ven biển Nam Lĩnh của Hoa Quốc, có thực lực về kinh tế hùng mạnh. Nhân vật lớn như vậy. Mà ban nãy còn cầu xin Tiêu Chính Văn cứu người. Phòng Bao Thiên Tự. Toàn bộ người nhà họ Chu tập trung quanh ghế sofa, mỗi người đều tỏ ra rất lo lắng, trong đó còn có tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ. Lúc này ông cụ Chu đang nằm trên ghế sofa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, miệng run rẩy khẽ hé mở, như đang hấp hối. Tiêu Chính Văn vừa nhìn đã biết tình trạng của ông cụ Chu thế nào, tính mạng nguy kịch, ngàn cân treo sợi tóc. Chu Hồng Hưng chính là trụ cột của nhà họ Chu, một khi cụ ấy xảy ra chuyện thì địa vị của nhà họ Chu ở Hoa Quốc sẽ giảm mạnh. Vì vậy, bầu không khí trong phòng bao vô cùng nặng nề, tất cả đều im lặng. Nhường đường, nhường nhường, thần y Tiêu tới rồi. Chu Văn Chính sải bước dài vào trong phòng bao, dẫn Tiêu Chính Văn đến trước mặt ông cụ Chu. Mọi người lập tức liếc nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt vui mừng, như thể nhìn thấy được hy vọng của gia tộc. Ồ! Tình trạng rất xấu, mọi người tản ra một chút, ông cụ Chu cần hít thở không khí trong lành, còn nữa trong phòng có mùi rượu nồng nặc, mau mở cửa sổ ra. Tiêu Chính Văn chỉ tay, cau mày nói. Mọi người nghe xong, lần lượt tản ra ngoài, có người còn chạy đến mở cửa sổ, hỏi thần y Tiêu, thế này được chưa? Tiêu Chính Văn gật đầu, vừa nói chữ được xong, sau lưng truyền đến một tiếng hừ lạnh lùng. Một tên lừa đảo giang hồ cũng dám tự xưng thần y. Đúng là trên đời này loại người nào cũng có. Chu Bằng Vũ đứng ra trước, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, nói với Chu Văn Chính, bố, sao bố có thể tin anh ta chứ? Anh ta là tên lừa đảo, chính anh ta là người khiến cho ông nội tức giận ra nông nỗi này đấy. Trong từ điển của Tiêu Chính Văn, nếu trước đây gặp tên đại thiếu gia gia nào như Chu Bằng Vũ, nhất định sẽ tát thẳng mặt hắn. Có điều, để tránh phiền phức, cuối cùng anh kiềm chế cơn giận. Lạnh lùng nói, là Chu Bằng Vũ phải không, tôi khuyên cậu tốt nhất nên ngậm miệng lại, nếu không, tự gánh chịu hậu quả. Tên này là thiếu đòn đây mà. Hắn được nuông chiều từ bé, một chút phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Mày nói cái gì, mày nói lại lần nữa xem nào. Cả Hương Giang này không ai dám nói với tao như vậy, huống hồ chỉ là một tu hà nhỏ bé. Chu Bằng Vũ tức giận,
hắn lớn như thế nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta cảnh cáo như vậy, lại còn là một tên khốn thối tha hắn căn bản không thèm để mắt tới. Đủ rồi, Bằng Vũ, con mau cút ra ngoài cho bố. Chu Văn Chính quát mắng hắn. Chu Bằng Vũ sững sờ, giận dữ nói, bố, ông nội không thể để loại người như anh ta chữa trị, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta khó tránh khỏi liên quan. Hơn nữa, những gì anh ta nói là vớ vẩn, mọi người thật sự tin anh ta là thần y gì đó sao? Chương 408, Quỷ Thủ Thám Châm. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn nhướng mày, nhún vai nói, ông Chu, tôi là được ông mời đến giúp đỡ, chứ không phải đến để rước cơn giận vào người. Bây giờ tai tôi không được tốt, không nghe thấy những lời mắng chửi, nếu vẫn muốn chữa trị cho ông cụ Chu thì, Tiêu Chính Văn còn chưa nói xong, đã nhếch mép nở nụ cười nhạt nhìn Chu Văn Chính. Đồ nhà quê, mẹ kiếp, mày còn ra vẻ đúng không? Bây giờ tao sẽ vạch trần bộ mặt của mày ngay và luôn. Từ đầu đến cuối Chu Bằng Vũ không tin Tiêu Chính Văn là loại thần y chó má gì đó. Bốp! Hắn vừa dứt lời đã bị Chu Văn Chính tát một bạt tai vào mặt. Cú tát vang dội này khiến Chu Bằng Vũ ngồi phịch xuống ghế, một bên má trắng trẻo của hắn lập tức sưng tấy đỏ ửng, khuôn mặt như biến thành một cái đầu heo. Bố, bố điên rồi! Sao bố lại vì cái tên mà đánh con? Chu Bằng Vũ lộ vẻ kinh hoàng và phẫn nộ, nghiêng đầu trừng mắt lườm Tiêu Chính Văn, sau đó quát lớn, đều tại mày. Mày là cái thá gì, ông đây đánh chết mày. Mắt thấy Chu Bằng Vũ đang nhăn nhó lao về phía mình, Tiêu Chính Văn nhếch mép cười khẩy, kẹp một cây châm bạc giữa hai ngón tay. Anh quay người, cây châm bạc đâm thẳng vào cổ của Chu Bằng Vũ. A! À, Chu Bằng Vũ đau đớn hét lên, hai chân không thể đứng thẳng, lập tức ngã nhào xuống đất như một con chó. Sau đó, hắn đột nhiên cười ha hả trước mặt mọi người trong phòng bao. Bằng Vũ con sao thế? Một người phụ nữ trung niên chạy lại với vẻ mặt lo lắng. Chu Bằng Vũ cười lớn, ôm bụng, nước mắt trào ra, ngón tay chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn. Cậu đã làm gì Chu Bằng Vũ nhà tôi? Người phụ nữ đó có vẻ là mẹ của Chu Bằng Vũ, lúc này mặt mũi đỏ bừng hậm hực hỏi. Tiêu Chính Văn nhún vai, bình tĩnh nói, không sao. Tôi nghĩ rằng cậu ta đang trong cơn giận nên ảnh hưởng trực tiếp tới tim, cần cười lớn để phát tiết hết cảm xúc ra ngoài. Tô Mặc Như đi theo Tiêu Chính Văn vào trong, lúc này đang đứng ở bên cạnh, khuôn mặt kinh ngạc, đôi mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên, anh ta, sao anh ta lại biết, quỷ thủ thám châm. Trong lòng Tô Mặc Như ngập tràn sự nghi ngờ và kinh ngạc. Không sai, chính là quỷ thủ thám châm của thần y dược Vương Tôn Tư Niên. Tô Mặc Như rất chắc chắn cây châm bạc mà Tiêu Chính Văn đâm vào cổ Chu Bằng Vũ, chính là sử dụng phương pháp quỷ thủ thám châm của thần y dược Vương Tôn Tư Niên. Cô ta nhớ trước đây ông nội cũng đã từng dùng loại y thuật kim châm này, động tác nước chảy mây trôi, tuyệt diệu giống như bàn tay của quỷ khiến người khác khó mà lường được. Nhưng ông nội dùng kỹ thuật kim châm này chỉ dùng ở bước cuối cùng, khác xa với kỹ thuật kim châm của dược Vương Tôn Tư Niên. Đây là lý do tại sao ông nội chỉ có thể làm thần y Tô ở trong tỉnh, chứ không phải thần y của Hoa Quốc. Cả Hoa Quốc này, có ba vị thần y mà ai cũng biết. Vị thần y khác thì xuất quỷ nhập thần, được cho là đang làm nhiệm vụ của chiến khu Hoa Quốc, được gọi là thần y quân đội. Có điều, những cái này đều là tin đồn truyền tai nhau, chưa một ai nhìn thấy diện mạo của vị thần y kia. Ngoài bốn người này thì ông nội của cô ta là người thứ năm. Nhưng đây cũng là hạng năm áp chót, vì không thể so bì với bốn vị thần y kia, thực lực kém xa. Nếu Tô Mặc Như trước kia còn nghi ngờ y thuật của Tiêu Chính Văn, thì bây giờ cô ta đã hoàn toàn tin tưởng. Trên thế gian này, người biết quỷ thủ thám châm chỉ sợ ngoài vị thần y tôn của Hoa Quốc và ông nội biết một chút ra thì chỉ có Tiêu Chính Văn. Tuy nhiên Tô Mặc Như biết rằng, quỷ thủ thám châm của ông nội cô không được cao siêu và không sử dụng được thành thạo như Tiêu Chính Văn. Chẳng lẽ sư phụ của Tiêu Chính Văn chính là thần y tôn? Anh ta vừa nói mình không phải người của Dược Vương Cốc. Quá đáng hận. Thần y Tiêu, thật ngại quá, tôi thay mặt con trai xin lỗi cậu, bệnh tình bố tôi vẫn đang nguy kịch, mong thần y Tiêu giơ cao đánh khẽ, tha cho thằng con nhỏ và cứu lấy bố tôi. Chu Văn Chính cuống cuồng hết cả lên, bây giờ chỉ muốn giết quách thằng con bất hiếu của mình. Tiêu Chính Văn gật đầu, bước lên phía trước một bước, giữa ngón tay lóe sáng. Chu Bằng Vũ vốn đang cười không ngừng lập tức ho dữ dội. Mặt hắn đỏ bừng, bụng đau đớn vì cười lớn nên không đứng lên được.
Mau đưa nó ra ngoài, không có sự cho phép của tôi thì không được để nó bước vào làm phiền thần Y Tiêu. Chu Văn Chính lạnh lùng liếc xéo Chu Bằng Vũ. Sau khi Chu Bằng tự ra ngoài, Tiêu Chính Văn mới tiếp tục đến chỗ ông cụ Chu, chỉ liếc mắt nhìn anh đã nhẹ nhàng lắc đầu, hai, tình trạng của ông cụ Chu không tốt lắm. Thần Y Tiêu, cầu xin cậu nhất định phải cứu lấy bố tôi. Tương lai nhà họ Chu chúng tôi phải dựa vào thần Y Tiêu rồi. Chu Văn Chính lập tức nắm chặt tay Tiêu Chính Văn, nước mắt nước mũi giản dụa cầu xin. Chương 409, thẻ vàng. Tiêu Chính Văn không nói nhiều, giơ tay lên, mấy cây châm đã xuất hiện giữa ngón tay anh. Sau đó, anh nhón mấy cây châm bạc sáng lóa này, lần lượt đâm vào bảy huyệt vị như huyệt Bách Hội, huyệt Thần Đình, huyệt Đán Trung của ông cụ Chu. Mọi người nhìn mà không hiểu Tiêu Chính Văn đang làm gì, trong lòng không khỏi thấy hoài nghi. Tô Mặc Như cũng vậy, tuy luôn được mọi người gọi là tiểu thần y thế hệ mới, nhưng lúc này, khi nhìn thấy thủ pháp và các huyệt cắm châm kỳ lạ của Tiêu Chính Văn, đôi mắt xinh đẹp của cô ta vẫn tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng cô ta đã nhớ mấy huyệt vị và thứ tự Tiêu Chính Văn cắm châm, chờ lát nữa ra ngoài hỏi cho rõ. Cứ như vậy khoảng 7-8 phút, Tiêu Chính Văn mới thu tay, cười nói, xong rồi. Thế là được rồi sao? Người đầu tiên lên tiếng hỏi đương nhiên là Chu Văn Chính, ông ta không hiểu gì hết, nhưng lại không tiện nói gì, dù sao thì người cũng do ông ta mời đến. Nếu cậu ta dám lừa dối mình, thì chắc chắn phải trả cái giá thê thảm. Chu Văn Chính thầm nghĩ. Ôi, tỉnh rồi, bố tỉnh rồi kìa. Một phụ nữ trung niên trong đám đông kêu lên. Tất cả đều nhìn qua, khuôn mặt ông cụ Chu đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt trắng bệch đã hồng hào hơn, làn môi tím tái cũng lấy lại vẻ hồng nhuận. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn cũng thở phào nhẹ nhõm. Khụ khụ. Cùng với một tràng tiếng ho khẽ, cuối cùng ông cụ Chu cũng tỉnh lại. Mọi người vây xung quanh lập tức kêu lên mừng rỡ, những người lúc trước còn không tin vào y thuật của Tiêu Chính Văn, bây giờ lại nhìn anh chẳng khác gì nhìn vật báu của quốc gia. Chàng trai, là cậu cứu tôi sao? Ông cụ Chu ngồi dậy nhờ Chu Văn Chính đỡ. Vâng, Tiêu Chính Văn gật đầu. Cảm ơn cậu đã cứu cái mạng già này, Chu Hồng Hưng tôi nhất định sẽ ghi nhớ ân huệ này, ông cụ Chu kích động nói. Thần Y Tiêu, đây là thẻ vàng VIP bản giới hạn của tập đoàn Chu Thị chúng tôi, cả thế giới chỉ có 6 chiếc. Chiếc cuối cùng này coi như món quà cảm ơn tôi tặng cậu, mong thần Y Tiêu không chê. Chu Hồng Hưng lấy một chiếc thẻ vàng lấp lánh ra, đưa cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhận lấy, tấm thẻ vuông vắn, làm hẳn từ vàng ròng. Hơn nữa đằng sau tấm thẻ còn in một con rồng vàng, nhìn cũng biết tốn không ít tiền. Sao tôi dám nhận chứ, cứu chữa mọi người vốn là trách nhiệm của thầy thuốc chúng tôi mà. Tiêu Chính Văn mỉm cười. Chủ soái Bắc Lương không có hứng thú lắm với những vật ngoài thân như thế này. Nhưng để tránh những rắc rối không cần thiết, Tiêu Chính Văn vẫn nhận. Ôi thần Y Tiêu đừng từ chối, có tấm thẻ này, chỉ cần cậu tiêu xài ở bất cứ công ty con nào thuộc tập đoàn Chu Thị chúng tôi, cũng sẽ được miễn phí trọn đời, hơn nữa còn là đãi ngộ cấp tổng giám đốc. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, ánh mắt Chu Văn Chính nhìn Tiêu Chính Văn cũng khác hẳn lúc trước. Ông ta nhất định phải kết bạn với cậu thanh niên này. Đây là tương lai của nhà họ Chu. Sau đó là mọi người rối rít cảm ơn, Tiêu Chính Văn đều khách sáo đáp lại. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước nhé. Tiêu Chính Văn nhét chiếc thẻ vàng vào túi quần, dẫn theo hai người Tô Mặc Như và Lâm Lập Hàm, vội vàng ra khỏi phòng bao. Vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp Chu Bằng Vũ đang dán vào cánh cửa nghe lỏm. Hắn đỏ mặt, gân cổ trừng mắt với Tiêu Chính Văn, không nói gì cả. Tiêu Chính Văn cũng chẳng thèm để ý đến hắn, dẫn theo hai cô gái như hoa như ngọc rời khỏi Túy Tiên Lâu. Sau khi tạm biệt Tô Mặc Như và Lâm Lập Hàm cứ quấn lấy mình hỏi han, Tiêu Chính Văn chuẩn bị về nhà. Nhưng vừa đứng ở cửa, Tiêu Chính Văn đã nhạy cảm phát hiện có người theo dõi. Ôi, xem ra có một số người vẫn không có ý định dừng tay. Tiêu Chính Văn bất đắc dĩ, anh gọi một cuộc điện thoại, sau đó rẽ phải ra đầu đường, bắt taxi đi về hướng Bắc. Xe vừa đi được không bao lâu, thì phía sau đã có một chiếc xe thương vụ màu đen bám theo. Rõ ràng là nhằm vào anh. Ha ha, muốn xử lý anh sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Trên chiếc xe thương vụ màu đen, Hàn Khắc Sảng một tay bó bột, sắc mặt u ám ngồi ở ghế lái phụ,
nhìn chằm chằm chiếc taxi đằng trước với ánh mắt như rắn độc, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Tối nay, hắn nhất định phải cho cái tên vênh váo kia một bài học nhớ đời. Chương 410, chết đến nơi vẫn còn vênh váo A Báo, anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Hàn Khắc Sảng trầm giọng hỏi, dường như đang nói chuyện với không khí. 100%. Một giọng nói vô cùng lạnh lùng bỗng vang lên ở hàng ghế sau, nghe như tiếng ma quỷ đến từ địa ngục, khiến người ta phải run rẩy. Ở hàng ghế sau, một người đàn ông vạm vỡ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ôm hai cánh tay to như chân voi, cơ bắp cuồn cuộn, cả người tỏa ra sự lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. A Báo trước kia là một nhân vật nổi tiếng như cồn trong thế lực ngầm Tu Hà. Có thể nói, nếu như hắn không xảy ra chuyện thì 1/3 địa bàn của Tu Hà đã thuộc về hắn rồi. Bởi vì bị anh em bán đứng, bạn gái phản bội, hắn bị ngồi tù 6 năm, không lâu trước đó mới ra tù, rồi được Hàn Khắc Sảng chiêu mộ làm đàn em. Tốt, xong chuyện này anh sẽ được nhận đủ 1 triệu tệ không thiếu xu nào. Hàn Khắc Sảng cười lạnh lùng nói, dường như hắn đã nhìn thấy cảnh tượng một lúc nữa thôi, tên khốn tên Tiêu Chính Văn kia sẽ bị hắn giẫm dưới chân giày xéo, không ngừng cầu xin hắn. Vốn dĩ hắn định xử lý cả Tô Mặc Như vì đã khinh thường hắn, nhưng nghĩ kỹ, cô ta rất hợp gu hắn, nên hắn tự tin sau khi giải quyết xong Tiêu Chính Văn, sẽ đẩy người phụ nữ kiêu ngạo đó lên giường. Trên con đường ở ngoại ô phía bắc Tu Hà. Đây là khu vực náo nhiệt nhất của cả thành phố Tu Hà, quán bar, sàn nhảy, câu lạc bộ giải trí, massage chân, tóm lại là bạn có thể tìm được bất cứ loại hình giải trí nào ở đây. Nơi này thuộc khu vực ba không quản của thành phố Tu Hà, bởi vì rồng tôm lẫn lộn, các thế lực ngầm cắm rễ, ngoài sự phồn hoa nhộn nhịp ra thì chỉ thấy loạn. Nếu bạn từng xem phim Hong Kong những năm 80, 90 thì sẽ chẳng lạ lẫm gì với nơi này. Tiêu Chính Văn xuống xe, nhìn quanh ngơ ngác, tuy đây là lần đầu đến đây, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ ràng sự khác biệt to lớn giữa nơi này và nội thành Tu Hà. Gái gọi đứng ven đường ai nấy ăn mặc hở hang. Mấy tên côn đồ uống rượu say đánh nhau cũng từng tốp một bước ra khỏi các câu lạc bộ và quán karaoke. Tiêu Chính Văn nhíu mày, đứng ở đầu đường nhìn quanh bốn phía. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh lùng chói tai vang lên sau lưng Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại gặp được mày ở đây, xem ra tối nay mày không thoát được rồi. Người lên tiếng chính là Hàn Khắc Sảng đang chậm rãi bước từ trên xe xuống, cổ đeo dây bó bột thạch cao, trông rất buồn cười. Đằng sau hắn còn có một người đàn ông to như con trâu, người này cũng chính là A Báo, đơn thương độc mã đến đây. Bởi vì trong mắt hắn, không ai có thể đánh lại được hắn, đây chính là lý do mà hắn tự tin. Ái chà, hóa ra là thiếu gia Hàn. Sao nào, vừa nãy bị đánh ở Túy Tiên lâu chưa đủ à? Tiêu Chính Văn cười khẩy, đương nhiên anh đã chú ý tới gã đàn ông da đen phía sau Hàn Khắc Sảng, chỉ cần thoạt nhìn là anh đã biết thực lực của hắn. Cấp binh vương, quả đúng là một kẻ khó đối phó. Vì đối phó anh mà Hàn Khắc Sảng tìm hẳn người như vậy. Hừ, mày đừng có vênh váo. Tối nay tao phải đánh gãy tay chân mày, để mày quỳ dưới đất cầu xin tao như một con chó. Hàn Khắc Sảng xé bỏ luôn chiếc mặt nạ giả tạo, vẻ mặt dữ tợn nói, Tiêu Chính Văn, từ bé đến giờ chưa có ai khiến Hàn Khắc Sảng tao mất mặt như hôm nay. Vậy nên mày phải chết. Tiêu Chính Văn nhíu mày, bỗng nhiên anh phát hiện, mấy kẻ cậu ấm cô chiêu này đều có một tật xấu, đó chính là lắm mồm. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, thiếu gia Hàn, đừng trách tôi không nói trước. Nếu cậu còn không đi thì không đi nổi nữa đâu. Chết đến nơi rồi vẫn còn vênh váo. Hàn Khắc Sảng nổi giận, lập tức ra lệnh cho A Báo, ra tay đi. Tôi muốn hắn gãy hết tay chân. Được. Vẻ mặt A Báo vẫn tỏ ra lạnh lùng, khuôn mặt không có bất cứ thay đổi gì, chỉ có đôi mắt là tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo khiếp người. A Báo có vóc người vạm vỡ, cánh tay to bằng bắp chân, từng đánh người ta bay xa 3-4 mét chỉ bằng một nắm đấm. Nổi danh cả giới thế lực ngầm Tu Hà. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng nói, Hàn Khắc Sảng, đừng trách tôi không nhắc trước, hậu quả tự chịu. Mày vẫn cứng mồm thật đấy, mày có biết anh ta là ai không? Triệu A Báo đấy, chỉ 3 nắm đấm là đủ lấy mạng người. Mày hãy nghĩ cho kỹ kết cục của mày đi. Vẻ mặt Hàn Khắc Sảng đầy lạnh lùng và tự tin. Tiêu Chính Văn nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, quyền cước không có mắt, xin lỗi người anh em vậy. A Báo siết chặt nắm tay, bước chân nặng nề như đá,
vung nắm đấm lên đánh vào mặt Tiêu Chính Văn. Nắm đấm này rất mạnh, nếu người bình thường bị đánh trúng thì chắc chắn phải ngất xỉu. Cha, đây chẳng phải là Triệu A Báo sao? Sao nào, ra tù rồi à? Đúng lúc này, một giọng nói mỉa mai vang lên sau lưng Hàn Khắc Sảng. Tay trái Vương Khải lắc chiếc chìa khóa, tay phải vịn lên vai Hàn Khắc Sảng, sau lưng có 20, 30 tên đàn em, tên nào tên nấy giễu võ dương oai, vô cùng vinh váo. Chương 411, đánh gãy chân anh ta. Hàn Khắc Sảng cũng sợ hãi, ngay khi hắn quay đầu lại đã nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc của Vương Khải, gã còn đang nở một nụ cười đầy mỉa mai. Nhìn phía sau gã là khoảng 20-30 tên đàn em, kẻ nào kẻ nấy mặt mày hung hãn, rõ ràng là đã có chuẩn bị. Anh muốn làm gì? Hàn Khắc Sảng có chút sợ hãi, giọng nói run rẩy. Vương Khải không nói gì, gã hất cầm nhìn Triệu A Báo, nói anh Báo, đã lâu không gặp, sao vừa xuất hiện đã tức giận như vậy rồi? Anh Tiêu bảo gã mang người tới, nói rằng có chuyện, nhưng gã không thể ngờ rằng đối phương lại là Triệu A Báo. Đường chủ trước của Hắc Báo đường của thế lực ngầm ở Tu Hà. Triệu A Báo đã thu lại nắm đấm, nhưng nắm đấm này chỉ cách mặt của Tiêu Chính Văn nửa bàn tay. Hắn cảm thấy khó hiểu, vì lúc hắn tung ra nắm đấm, hắn cảm nhận được một cách rõ ràng luồng sát khí ớn lạnh từ người của Tiêu Chính Văn. Sát khí vô cùng mãnh liệt mà hắn chưa từng thấy trước đây. Lẽ nào là ảo giác sao? Trong lòng hắn cảm thấy có chút may mắn vì đám người Vương Khải đã tới, khiến hắn có thể kịp thời thu lại nắm đấm. Vương Khải. Triệu A Báo quay đầu nhìn phát hiện ra là người quen cũ. Hắn liếc nhìn đám đàn em phía sau Vương Khải, cười nhạo, không ngờ kẻ lang thang đầu đường xó chợ ngày nào bây giờ cũng có đàn em của mình rồi cơ đấy, khá lắm. Từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ vững tư thế cao ngạo. Anh Báo, anh ra ngoài cũng không báo cho anh em một tiếng để mọi người còn chuẩn bị đón tiếp. Vương Khải không hề tức giận mà cười nói. Không cần đâu, hôm nay tôi tới đây vì một người thôi. Triệu A Báo lạnh lùng nói, người này cậu có thể đưa đi, nhưng nhất định phải đánh gãy tay gãy chân hắn vì chuyện này tôi đã đồng ý với thiếu gia Hàn rồi. Vừa nói, trên người Triệu A Báo liền toát ra một luồng sát khí bức người. Anh Báo, tôi khuyên anh tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện này, thời thế đã thay đổi rồi, Tu Hà bây giờ đã không còn là Tu Hà trước đây ở thời đại của anh nữa, rất nhiều chuyện không phải những kẻ liều lĩnh không sợ chết như chúng ta có thể dùng nắm đấm để quyết định được đâu. Vương Khải lạnh lùng đáp. Triệu A Báo sa sầm mặt mày, khóe miệng cười gian ác, hỏi ngược lại, vậy cậu nhất định muốn nhúng tay vào sao? Ha ha, anh Báo à, anh đừng làm khó các anh em nữa, người phía sau lưng anh thật sự không phải là người anh có thể động vào được đâu. Vương Khải nói thật lòng. Gã đã từng đánh với Tiêu Chính Văn, khả năng của anh như thế nào, gã biết rõ hơn ai hết. Hơn nữa sự việc ở Hắc Long Đường lần trước bây giờ vẫn đang lan truyền khắp thế giới ngầm ở Tu Hà. Hơn 100 tên đàn em mà Trương Thế Đức dắt tới đều bị một người duy nhất đánh bại. Đến cả quyền vương vô địch năm nước cũng bị một đòn đánh bay. Cho đến hôm nay Vương Khải cũng mới biết người đã đánh bại Hắc Long Đường và quyền vương thế giới chính là người mà gã vẫn luôn sùng bái, Tiêu Chính Văn. Vì vậy, trong lòng Vương Khải đã hạ quyết định rằng dù có chết cũng sẽ đi theo Tiêu Chính Văn. Triệu A Báo cười lạnh, rút hai lưỡi dao từ trên thắt lưng xuống, ồ, có chút thú vị đấy, xem ra hôm nay tôi phải xin lỗi các anh em rồi. Này, anh Báo, hà cớ gì phải như vậy chứ? Vương Khải thở dài, vung thanh sắt trong tay lên đập vào đầu gối của Hàn Khắc Sảng. Rắc, tiếng xương gãy vang lên, thanh sắt này trực tiếp làm vỡ xương bánh chè của Hàn Khắc Sảng. Hàn Khắc Sảng hét lên một tiếng thảm thiết, một tay ôm đầu gối, nằm cuộn tròn trên đất. Anh Báo, đừng ép các anh em phải ra tay, tôi nghĩ anh cũng không muốn chủ nhân của mình xảy ra chuyện đúng không? Sắc mặt Vương Khải u ám, tàn nhẫn nói. Triệu A Báo cau mày, nhìn Hàn Khắc Sảng đang gào thét, nâng lưỡi dao trong tay mình lên, lạnh lùng nói, thả cậu ấy ra. Vương Khải lắc đầu, đột nhiên nói, anh Tiêu, nên nói gì giờ nhỉ? Lúc này, Triệu A Báo mới chú ý đến Tiêu Chính Văn. Vương Khải lại gọi Tiêu Chính Văn là anh Tiêu. Lúc này Tiêu Chính Văn mới nói, không phải anh ta muốn đánh gãy tay chân của tôi sao, chặt đứt một chân của anh ta là đủ rồi, chân còn lại thì đánh gãy. Một câu nói đơn giản khiến cho Hàn Khắc Sảng đang nằm dưới đất như nghe thấy âm thanh vang vọng từ địa ngục, lập tức run rẩy toàn thân.
Mày dám, Tiêu Chính Văn, nếu như mày dám làm như vậy, tao thể dù có lật tung cái đất Tu Hà này lên tao cũng phải giết chết mày. Hàn Khắc Sảng sợ tới mức sờn cả tóc gáy, lập tức cuồng loạn giống lên, A Báo, lên đi, đánh chết hắn cho tôi. Hàn Khắc Sảng đến lúc này rồi vẫn quyết không chịu hối cải, liều mạng hét lớn. Tiêu Chính Văn lắc đầu, Vương Khải không nói gì, nhấc thanh sắt lên, đập xuống chân của Hàn Khắc Sảng. Răng rác, đau thấu tim gan, hồn lìa khỏi xác. Hàn Khắc Sảng hét lên thảm thiết, những người xung quanh đều rùng mình. Quá thảm rồi, anh chàng này đã bị đánh gãy hai chân. Hàn Khắc Sảng ôm hai chân, trên cổ nổi gân xanh như run đất, trên trán không ngừng túa mồ hôi lạnh. Đau, nỗi đau từ sâu thẳm tâm hồn. Nếu không phải vì hắn thường xuyên tập thể dục, có lẽ lúc này hắn đã ngất lịm đi rồi, nhưng lúc này hắn đang cảm nhận rõ ràng cơn đau từ chân và đầu gối truyền tới. Mỗi phút mỗi giây đều có cảm giác như địa ngục trần gian. Triệu A Báo cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Trước mặt của hắn đánh gãy chân của Hàn Khắc Sảng, rõ ràng là không coi hắn ra gì. Không ngờ rằng mới 6 năm, ở Tu Hà lại xuất hiện đám người như này. Mày muốn chết đúng không? Triệu A Báo trầm giọng nói, âm thanh u ám như đá mài. Chương 412, thực lực cấp quân vương. Tiêu Chính Văn lộ vẻ lãnh đạm, nhún vai nói, có người muốn đánh gãy tay chân của tôi chỉ là ăn miếng trả miếng thôi, lẽ nào trước đây anh Báo không làm như vậy sao? Một ánh sáng bạc lóe lên. Triệu A Báo đột nhiên cảm thấy khó thở, con dao trong tay đã rơi xuống. Keng! Tiêu Chính Văn hất tay ra, sau đó chân trái lùi lại phía sau, chân phải đá tới, đá thẳng vào cùi trỏ của Triệu A Báo. Con dao trong tay hắn bay ra, rơi mạnh xuống đất, vang lên âm thanh giòn tan. Triệu A Báo sửng sốt, không ngờ một thằng nhãi trông tầm thường lại có sức mạnh như vậy. Hắn nhanh chóng phản ứng lại, giậm mạnh chân, bay ra ngoài như một viên đạn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm mạnh mẽ như hổ, đấm thẳng vào đầu của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn giơ chân lên đá mạnh sang một bên. Bụp! Trong tích tắc, một bóng người bay ngược ra như cánh diều bị đứt dây, đập mạnh vào gian hàng chợ đêm bên cạnh. Tiêu Chính Văn vẫn điềm nhiên như cũ, đứng yên ở đó, nhìn Triệu A Báo khó khăn đứng dậy từ quầy hàng chợ đêm. Khóe miệng hắn rỉ máu, trên ngực xuất hiện một dấu chân màu đen. Cú đá này là của Tiêu Chính Văn. Lúc này khuôn mặt Hàn Khắc Sảng xám xịt như tro tàn, vẻ kiêu căng và ngạo mạn lúc trước đã biến mất từ lâu rồi. Khi nhìn thấy A Báo của mình bị Tiêu Chính Văn đá bay, hắn biết cuộc đời mình đến đây là xong rồi. Đêm nay là đêm mà Hàn Khắc Sảng sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời. Triệu A Báo cũng biết đêm nay mình xong đời rồi, thực lực của đối phương quá mạnh, chỉ cần 2-3 chiêu là đã hạ gục hắn rồi. Mà có vẻ như đối phương rõ ràng vẫn chưa dùng hết sức lực của bản thân. Quân vương. Thực lực của anh ta nhất định phải từ cấp quân vương trở lên. Chỉ có thực lực cấp quân vương mới đủ để hạ gục hắn bằng vài chiêu trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Trong lòng Triệu A Báo như dậy sóng, không ngờ rằng ở Tu Hà bé nhỏ này hôm nay lại xuất hiện một người trẻ tuổi có thực lực cấp quân vương. Thời thế thực sự đã thay đổi rồi. Hắn không nói gì, phun ra một ngụm máu tươi, liếc mắt nhìn Hàn Khắc Sảng người không ra người đang quằn quại trên mặt đất, sau đó ôm ngực xoay người rời đi. Anh Tiêu, không đuổi theo sao? Vương Khải hỏi. Tiêu Chính Văn lắc đầu, cười nhạt nói, không cần đâu, giữ anh ta lại biết đâu có lúc dùng đến. Sau đó, một nhóm người vây quanh Hàn Khắc Sảng đang nằm trên mặt đất. Thằng cha này lập tức khàn giọng hét lớn, đừng, các người đừng động vào tôi. Bố tôi là Hàn Lôi Long, long cái đầu nhà mày. Có ông bố giàu thì hay lắm à, đây là Tu Hà, không phải tỉnh của nhà họ Hàn chúng mày. Tính khí Vương Khải khá bạo lực, vừa đi lên đã đạp cho hắn hai nhát. Hàn Khắc Sảng kêu la thảm thiết, khó khăn lắm mới túm được mép quần của Tiêu Chính Văn, nước mắt giàn giụa cầu xin lòng thương xót, anh Tiêu, tôi thật sự sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi. Tôi có mắt mà không thấy Thái Dương, cầu xin anh Tiêu tha cho tôi, được thôi, thiếu gia Hàn, anh nghĩ xem cánh tay còn lại và mạng sống của anh đáng giá bao nhiêu tiền. Tiêu Chính Văn ngồi xổm xuống, cười nói. Chương 413, bỏ tiền mua lại cái mạng. Hàn Khắc Sảng bị câu nói này của Tiêu Chính Văn dọa cho sợ mất mật, ý của anh là gì? Sao tự nhiên nhắc đến chuyện tiền nong? Thiếu gia Hàn, đây là lỗi của anh,
nếu như anh đã bỏ tiền mua tay chân của tôi, vậy thì anh nên hiểu ý của tôi chứ. Tiêu Chính Văn cười nhe răng, nói đơn giản hơn một chút thì thiếu gia Hàn Anh đang ở trong tay tôi, nếu như muốn sống sót rời đi, vậy thì anh phải bỏ tiền mua lại cái mạng của mình. Nghe thấy những lời này, toàn thân Hàn Khắc Sảng mềm nhũn, cơn đau ở đầu gối lập tức lan ra toàn thân. Đây là đường phía Bắc ở Tu Hà, ở đây có người của nhà họ Hàn tôi. Nếu như anh dám ra tay với tôi, anh cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Hàn Khắc Sảng nghiến răng đe dọa, bây giờ hắn vô cùng hối hận, vì sao mình chỉ dắt theo mỗi Triệu A Báo đến đây, nếu như sớm thông báo cho người nhà ở đây thì đã chẳng xảy ra chuyện gì rồi. Ái chà, thiếu gia Hàn, đã đến nước này rồi, mà anh vẫn còn muốn uy hiếp tôi sao? Tiêu Chính Văn đưa tay ra và vỗ nhẹ vài cái vào mặt Hàn Khắc Sảng. Như này đi, lát nữa tôi còn có chuyện nên sẽ trực tiếp ra giá luôn, nếu như anh cảm thấy hợp lý thì gật đầu, còn nếu như không hợp lý thì sợ rằng thiếu gia Hàn Anh đêm nay phải nằm ở đây rồi. Tiêu Chính Văn đảo mắt, cười nói. Anh không được như vậy, tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì, tôi không có tiền. Hàn Khắc Sảng sợ tới mức giọng nói run lên, cái gì mà hợp lý thì gật đầu không hợp lý thì nằm ở đây, chẳng phải là đang ép hắn gật đầu sao? Được thôi, nếu anh muốn chi tiết thì tôi sẽ tính cho anh thấy cánh tay còn lại của mình đáng giá bao nhiêu tiền? Hay là cánh tay bị gãy và cái chân thứ ba của anh đáng giá bao nhiêu tiền? Tôi sẽ báo giá hết cho anh, chẳng lẽ thiếu gia Hàn Anh không có nổi chút tiền còn con ấy sao? Tiêu Chính Văn trầm ngâm nói. Anh như vậy là phạm pháp, tôi sẽ báo cảnh sát, anh sẽ phải ngồi tù. Tôi, không có tiền. Hàn Khắc Sảng gần như bật khóc. Tiêu Chính Văn cười mỉa mai, không phải chứ thiếu gia Hàn của tôi à, bây giờ anh đang phổ cập luật pháp cho tôi nghe sao, thế vừa nãy anh làm gì vậy? Tôi lại không hiểu, không phải công ty của anh có doanh thu mấy chục triệu sao, sao thế, tôi còn chưa báo giá mà anh đã nói mình không có tiền rồi. Anh làm như vậy là không ổn đâu nhé, tôi không thích người kinh doanh như anh đâu. Anh phải suy nghĩ cho kỹ, bỏ tiền mua lại cái mạng này của anh là rất đáng giá đấy. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa lấy thanh sắt từ tay Vương Khải và vỗ nhẹ vào lòng bàn tay phải của mình, mỗi khi âm thanh truyền tới tai Hàn Khắc Sảng đều giống như sự tra tấn từ sâu thẳm trong tâm hồn. Lúc này, Hàn Khắc Sảng mới biết được người đàn ông trước mặt mình hung tợn cỡ nào. Anh muốn bao nhiêu? Hàn Khắc Sảng bị Tiêu Chính Văn làm cho hoảng sợ, cuối cùng đành cúi đầu chấp nhận. Tiêu Chính Văn mỉm cười, lộ ra vẻ mặt gian xảo của kẻ trục lợi. Dùng thanh sắt trong tay đâm vào cánh tay còn lại của Hàn Khắc Sảng, nói tôi thích những giao dịch công bằng, như này đi, một cánh tay 3 triệu, anh thấy thế nào? Nếu thấy hợp lý thì gật đầu, không hợp lý thì chúng ta thương lượng tiếp. Bao nhiêu cơ, 3 triệu á, anh điên rồi à? Hàn Khắc Sảng trợn trừng mắt, hắn suýt chút nữa thì gầm lên, nhưng khi nhìn thấy thanh sắt trong tay Tiêu Chính Văn, hắn lại lặng lẽ nhíu mày. Công ty tuy có doanh thu mấy chục triệu nhưng tiền lãi dòng hàng tháng chỉ từ 10 đến 20 triệu, hắn là sếp đúng là có tiền, nhưng cũng không lãng phí đến mức bỏ 3 triệu để mua một cánh tay. Nếu như thằng cha này muốn mua cái chân thứ ba của mình thì chẳng phải sẽ đòi mấy chục triệu sao? Sao, không hợp lý à? Thiếu gia Hàn là người làm ăn, số tiền nhỏ này chẳng lẽ cũng không có à? Phải biết rằng đây là cánh tay bằng xương bằng thịt của anh đấy nhé. Nếu như vỡ nát rồi thì sẽ đau đến mức nào? Nhìn thấy nụ cười gian xá của Tiêu Chính Văn, Hàn Khắc Sảng dùng mình, hắn thật sự sợ đối phương sẽ nhẫn tâm đánh gãy cái tay còn lại của mình. Vậy chúng ta thương lượng lại, tôi sẽ đếm ngược từ 10, nếu như anh cảm thấy 3 triệu tôi vừa nói là hợp lý thì hãy gật đầu, nếu không thì tôi cũng không còn cách nào khác đâu, Tiêu Chính Văn nhún vai nói. Đây gọi là thương lượng. Hàn Khắc Sảng lo lắng phát khóc. 10. 9, 8, 3, Tiêu Chính Văn đếm một cách nhàn nhã. Không phải chứ, sao đột nhiên đã xuống 3 rồi? Hàn Khắc Sảng sững sờ, trong lòng hoảng loạn vô cùng. À, tôi thích thôi. Tiêu Chính Văn dửng dưng đáp, sau đó lại vỗ thanh sắt vào lòng bàn tay, tiếp tục đếm, 2, được. 3 triệu thì 3 triệu, tôi đồng ý. Mặc dù rất đắt, nhưng Hàn Khắc Sảng cũng là người có đầu óc, hắn chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ha ha, thiếu gia Hàn quả nhiên là người thông minh, vậy tiếp theo chúng ta sẽ thương lượng về cái chân thứ ba nhé, tôi nói luôn, giá 10 triệu. Tiêu Chính Văn vỗ vai Hàn Khắc Sảng.
Chương 414, Khương Vi Nhan bị đánh. Hàn Khắc Sảng khóc ra nước mắt, 10 triệu. Vừa nãy chỉ cần 3 triệu sao giờ đột nhiên tăng lên 10 triệu rồi. Tiêu Chính Văn hất tay nói, 10 triệu đắt à, tôi thấy ổn mà, dù sao thứ đó của thiếu gia Hàn là để nối dõi gia tộc, tôi thấy 10 triệu không phải là nhiều, trừ khi thiếu gia Hàn không ngại việc trở thành thái giám cuối cùng trong lịch sử. Không, tôi không đồng ý, anh làm như vậy thật quá quát. Hàn Khắc Sảng lắc đầu quầy quậy, giá này quá chát rồi, mặc dù hắn thành lập vài công ty với sự hỗ trợ của bố mình và cũng kiếm được rất nhiều tiền trong vài năm qua. Nhưng đó đều là số tiền hắn vất vả kiếm được, một phát bỏ ra 13 triệu thì quá là khủng khiếp. Keng! Một âm thanh chói tai vang lên, thanh sắt trong tay Tiêu Chính Văn đập mạnh xuống dưới sàn khiến gạch lát sàn đồng loạt vỡ nát. Anh không muốn phí lời với Hàn Khắc Sảng, dùng hành động còn thực tế hơn đe dọa bằng lời nói. Đầu Hàn Khắc Sảng đột nhiên ong ong, sợ tới mức kẹp chặt hai chân lại, động tác này khiến hai đầu gối của hắn đau nhói, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Được, 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 tôi đồng ý, tôi đồng ý. Hàn Khắc Sảng biết rằng nếu như mình không đồng ý, thì cậu em của hắn cũng sẽ bị đập nát bằng thanh sắt đó. Hắn tin rằng Tiêu Chính Văn có thể làm ra chuyện như vậy. Tiêu Chính Văn cười gian xảo, nói, đúng là người làm ăn, rất đáng tin cậy, vậy tiếp theo là cái mạng này của anh, tôi ra giá 30 triệu, anh thấy thế nào? Không nhiều đúng không? Hàn Khắc Sảng đột nhiên cảm thấy quay cuồng. Hắn tình nguyện đêm nay chết luôn ở đây. 30 triệu đấy. Muốn hắn chết sao? Mặc dù tài sản của nhà họ Hàn ở tỉnh là hơn 1 tỷ, nhưng đó không phải của một mình gia tộc Hàn Thị, cũng không phải của một mình Hàn Khắc Sảng hắn. Mạng quan trọng hay tiền quan trọng, tôi nghĩ thiếu gia Hàn nên phân biệt cho rõ, có những lúc, con người phải trả giá cho những sai lầm của mình. Tiêu Chính Văn cười một cách vô liêm sỉ. Cuối cùng Hàn Khắc Sảng chấp nhận mức giá 30 triệu. Trong lòng hắn đã có tính toán, đợi hắn quay về, lập tức sẽ liên lạc với bố bảo ông ta tới bắt anh. Hắn không tin một thằng nhãi nghèo khổ có thể đánh bại nhà họ Hàn của hắn. Lần này là do hắn sơ suất, hắn thừa nhận. Tiêu Chính Văn yêu cầu Hàn Khắc Sảng chuyển khoản ngay lập tức, vì số tiền khá lớn nên phải mất một chút thời gian. Anh còn có lòng tốt gọi xe cấp cứu cho Hàn Khắc Sảng, khi hắn rời đi. Anh còn hét lớn với Hàn Khắc Sảng đang nằm trên giường cứu thương, nhớ đánh giá 5 sao cho tôi nhé. Hàn Khắc Sảng vốn đang rất đau lòng, sau khi nghe thấy câu này lập tức ngất đi. Sau khi nói vài câu với đám người Vương Khải, Tiêu Chính Văn mời bọn họ ăn một bữa thịnh soạn rồi sau đó rời đi. Nhìn số dư hơn 43 triệu trong thẻ ngân hàng, Tiêu Chính Văn lập tức chuyển số tiền đó vào tài khoản của tập đoàn Na Nhan. Nhận được tiền, Cố Lạc Sinh vội vàng gọi điện thoại hỏi. Tiêu Chính Văn, sao tài khoản của công ty lại đột ngột tăng lên hơn 40 triệu thế? Tiêu Chính Văn cười nhạt, giải thích, bác Cố, bác yên tâm đi, cứ dùng số tiền ấy để kinh doanh cho tập đoàn Na Nhan nhé. Cố Lạc Sinh nghĩ một chút, cũng không hỏi nhiều, hai người nói vài câu rồi cúp máy. Sau đó, Tiêu Chính Văn quay về căn phòng nhỏ. Vừa bước vào cửa, Nana đã xông tới, cô bé hét lớn, bố quay về rồi. Tiêu Chính Văn véo chiếc mũi nhỏ của cô bé, nói, sao thế, nhớ bố hả? Nana bĩu môi, làm mặt quỷ, sau đó nói nhỏ bên tai Tiêu Chính Văn, bố ơi hình như mẹ khóc rồi, khóc rồi. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn cau mày, đặt Nana xuống, đi vào phòng ngủ, anh mở cửa ra, thấy Khương Vi Nhan đang ngồi bên cạnh giường, tay cầm một chiếc gương, cẩn thận bôi thuốc sưng lên mặt. Ai đánh thế? Một luồng sát khí mãnh liệt bùng lên trong mắt Tiêu Chính Văn. Năm dấu tay hằn đỏ sưng tấy trên khuôn mặt Khương Vi Nhan. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn đột nhiên đi vào, Khương Vi Nhan sửng sốt, vội vàng nghiêng đầu giải thích, gì cơ? Làm gì có, anh nhìn nhầm rồi, là do em không cẩn thận đụng phải, chương 415, tai nạn lao động. Sắc mặt Tiêu Chính Văn u ám, cúi người xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo như ngọc của Khương Vi Nhan, hỏi, nói cho anh biết, là ai đánh? Ánh mắt Khương Vi Nhan do dự, trốn tránh. Dường như vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chính Văn khiến Khương Vi Nhan không thể trốn tránh được nữa, cô chỉ đành ấp a ấp úng đáp là bác cả. Khương Văn Kỳ. Khốn kiếp. Tiêu Chính Văn nhíu mày, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Tại sao ông ta lại đánh em, Tiêu Chính Văn truy hỏi. Sắc mặt Khương Vi Nhan ủ ê, tỏ vẻ bất lực và lo lắng,
nói, bởi vì mấy chuyện trong dự án. Thôi được rồi, không có chuyện gì to tát đâu, anh cứ kể em, Khương Vi Nhan cũng lo lắng Tiêu Chính Văn sẽ gây ra chuyện gì đó mất lý trí. Tiêu Chính Văn nghe thấy thế, lông mày nhíu chặt, khẽ vươn tay vuốt ve khuôn mặt Khương Vi Nhan, dấu bàn tay in hằn đỏ chót kia khiến trong lòng anh vô cùng tức giận. Không sao thật chứ, Tiêu Chính Văn hỏi lại. Khương Vi Nhan mỉm cười, kéo bàn tay anh, gật đầu đáp, không sao thật mà. Nửa đêm, Tiêu Chính Văn ngồi trên ghế dựa trong sân, ngắm bầu trời sao, cho đến khi Khương Vi Nhan và Nana đã ngủ rồi, anh mới gọi điện thoại cho Long Nhị. Bởi vì Long Nhất đã trở về Long Kinh và Bắc Lương để điều tra chuyện liên quan đến nhà họ Viên rồi. Chủ soái có gì căn dặn ạ? Long Nhị hỏi đầy cung kính. Tiêu Chính Văn nói, mấy hôm nay chuẩn bị lễ cưới đến đâu rồi? Chủ soái cứ yên tâm, tất cả đều nằm trong kế hoạch, Long Nhị đáp. Tốt. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó nói, chuẩn bị thêm người trấn thủ xung quanh Tu Hà, ngày kết hôn chắc chắn sẽ có những thế lực không thể đoán trước tiến vào, nhất là năm nước Bắc Lương và mấy nước ở phía Tây. Nếu biết tôi kết hôn thì kiểu gì bọn chúng cũng cử quân tinh nhuệ đến phá đám. Chủ soái, mà tướng đã rõ, mà tướng đã sắp xếp người bắt đầu tiến vào Tu Hà rồi. Ngoài ra, mà tướng cũng đã thông báo với các anh em của Điện Thần Long, bọn họ cũng sẽ chia nhóm bí mật đến Tu Hà. Long Nhị nhanh chóng trả lời. Tiêu Chính Văn gật đầu rồi cúp máy. Ngày anh kết hôn không được xảy ra bất cứ sơ sót gì. Đây là món quà Tiêu Chính Văn dành tặng Khương Vi Nhan. Cũng là để bù đắp cho 5 năm. Vì vậy, anh tuyệt đối không cho phép bất cứ thế lực nào phá hoại hôn lễ lần này. Ngày hôm sau, Khương Vi Nhan ngủ dậy, vẫn đánh răng rửa mặt, sau đó đến công ty đi làm như bình thường. Qua một đêm, vết sưng đỏ trên gò má cũng đã tan. Thông thường thì không được nhanh như vậy. Nhưng vào nửa đêm, nhân lúc Khương Vi Nhan ngủ say, Tiêu Chính Văn đã lặng lẽ dùng châm bạc châm cứu cho cô, đẩy nhanh tốc độ tiêu sưng. Lúc này, trong phòng họp ở công ty nhà họ Khương đang mở cuộc họp thường lệ. Không ai ngờ rằng cuộc họp hôm nay lại khác với những lần trước. Khương Vi Nhan. Khương Văn Kỳ tức giận quát, vứt thẳng giấy tờ trong tay xuống trước mặt Khương Vi Nhan, gầm lên, cô có biết mấy điểm thi công trong dự án của tập đoàn Lợi Dân mà cô phụ trách đều đã xảy ra chuyện không? Trong cùng một ngày mà có 5 công nhân gặp tai nạn vì sử dụng vật liệu giả mạo kém chất lượng. Cô tự mà xem đi. Sao cơ? Các lãnh đạo cấp cao của công ty, cùng với mấy đại diện của nhà họ Khương đều ngây người, nhìn Khương Vi Nhan và Khương Văn Kỳ với ánh mắt kinh hãi. Có chuyện gì vậy? Vật liệu giả mạo kém chất lượng. 5 vụ tai nạn. Toi rồi, toi rồi. Lần này thì toi rồi. Thế này thì phải đền bao nhiêu tiền đây? Đây là vấn đề tiền nong chắc. Nếu có người giáp tâm để lộ ra ngoài thì nhà họ Khương chúng ta chết chắc. Đám người bắt đầu lo lắng bàn tán, tỏ vẻ vô cùng sốt ruột và kích động. Khương Vi Nhan cũng sửng sốt, lật xem giấy tờ, nhìn thấy những bức ảnh được chụp ở hiện trường, cùng với số hiệu của số vật liệu giả mạo kém chất lượng. Sao lại thế này chứ? Khương Vi Nhan mơ hồ khó hiểu. Số vật liệu này là do cô đích thân chạy đến từng nhà máy ký hợp đồng, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Tại sao lại bất ngờ như thế này? Hơn nữa, trong cùng một ngày, cả 5 vụ tai nạn đều sử dụng cùng một lô vật liệu. Bác cả, chuyện này không thể nào, vật liệu do đích thân cháu ký hợp đồng, chắc chắn không thể là giả mạo kém chất lượng được, Khương Vi Nhan vội vàng giải thích. Nhưng, Khương Văn Kỳ không cho cô bất cứ cơ hội lên tiếng nào, lạnh lùng quát, không thể. Có gì mà không thể chứ? Bây giờ chứng cứ rành rành trước mắt, cũng đã xảy ra tai nạn thật. Thế nào, ý cô là có người vu oan cho cô hả? Hừ. Khương Văn Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nói tiếp, dự án lần này do cô toàn quyền phụ trách, xảy ra chuyện thì đương nhiên cô cũng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hiện giờ, tuy tôi đã tạm thời dìm chuyện này xuống, nhưng cũng không thể dìm mãi được. Cô phải nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết chuyện này. Nếu để ảnh hưởng đến uy tín và các mối hợp tác khác của công ty nhà họ Khương, thì tôi sẽ hỏi tội cô. Ông ta vừa dứt lời, Khương Mỹ Nghiên đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng ngang ngược, nói, Khương Vi Nhan, cô còn ngơ ra đó làm gì, mau nghĩ cách đi chứ. Lẽ nào cô muốn nhà họ Khương tôi phá sản à? Phải đấy, bây giờ lão gia vẫn chưa biết chuyện này, phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết đi, cử chuyên gia nói chuyện với những người bị thương,
đàm phán tiền bồi thường. Đúng đúng đúng, đây là chuyện quan trọng nhất. Khương Vi Nhan, cô còn ngồi đó à? Còn không mau đi làm đi. Mọi người nhao nhao nói, vô cùng sốt ruột, thậm chí còn tức giận quở trách Khương Vi Nhan. Khương Học Bác, Từ Phân và Khương Thần ngồi trong góc, không chen được vào câu nào, chỉ có thể lắc đầu thở dài, tỏ vẻ giận dữ. Nếu liên lụy đến nhà họ Khương thật thì nhà bọn họ cũng tiêu đời. Khương Vi Nhan không kịp nghĩ nhiều, vội vàng gật đầu đáp, được, cháu đi giải quyết chuyện này ngay đây. Nhưng không đợi cô nói xong, trợ lý đã vội vàng chạy vào, sắc mặt gấp gáp, kêu lên, chủ tịch, xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì thế, không nhìn thấy chúng tôi đang họp à? Khương Văn Kỳ nổi giận quát, sắc mặt rất khó coi. Cô trợ lý không kịp giải thích, bật luôn màn hình TV trong phòng họp lên. Kênh Thời sự Tu Hà. Phóng viên trong TV đang phỏng vấn mấy công trường trung tâm mua sắm quy mô lớn, trong công trường còn có rất nhiều người răng biểu ngữ, viết công ty nhà họ Khương sử dụng vật liệu giả mạo kéo chất lượng, 5 người bị thương nặng, công ty nhà họ Khương là quỷ hút máu, đùa với tính mạng của công nhân, Khương Vi Nhan ra mặt xin lỗi bồi thường. Ngồi tù đi, nhìn hiện trường rất hỗn loạn. Người dân cũng rất kích động. Đồng thời, phóng viên trong màn hình còn lên tiếng, theo người nhà của người bị hại tố cáo, mấy dự án trung tâm mua sắm hợp tác giữa tập đoàn Khương Thị Tu Hà và tập đoàn Lợi Dân đều do người phụ trách là Khương Vi Nhan dùng vật liệu giả mạo kém chất lượng. Trong cùng một ngày đã xảy ra 5 vụ tai nạn, hiện giờ, các công nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện, nhưng người phụ trách mãi chưa thấy xuất hiện, đưa ra phương án xử lý cả phòng họp bỗng chốc yên lặng như chết. Toi rồi. Phía bọn họ còn chưa giải quyết thì bên kia đã làm to chuyện rồi. Ngay sau đó, các kênh truyền thông của Tu Hà đều tranh nhau đưa tin. Trong nửa ngày, các chương trình thời sự của Tu Hà đều đưa tin về vụ Khương Vi Nhan của tập đoàn Khương Thị sử dụng vật liệu giả mạo kém chất lượng, khiến 5 người bị thương nặng. Cả thành phố xôn xao. Chương 416, Liên hợp 5 ban ngành chấp pháp xảy ra tai nạn lao động là chuyện nghiêm trọng ở Hoa Quốc. Bất cứ doanh nghiệp hay công ty nào mà để xảy ra tai nạn lao động thì đều bị điều tra xử phạt rất nặng. Bởi vì an toàn tính mạng của người dân Hoa Quốc nặng hơn cả Thái Sơn. Hơn nữa, trong một ngày mà có tới 5 vụ tai nạn lao động, có thể nói là chuyện lớn nhất trong một năm nay ở Tu Hà. Sau khi bị tin tức thời sự đưa tin, chuyện này lập tức thu hút sự chú ý cao độ của các cơ quan ban ngành có liên quan ở Tu Hà, thậm chí là ở tỉnh. Không đến nửa ngày, ban ngành giám sát an toàn Tu Hà, ban ngành quản lý doanh nghiệp, ban ngành quản lý khẩn cấp Tu Hà, Hiệp hội người tiêu dùng, cả cục thanh tra tỉnh, đều lập tức triển khai hành động, cử chuyên viên đến mấy công trường xảy ra tai nạn để tìm chứng cứ. Liên hợp 5 ban ngành chấp pháp, cực kỳ chú ý đến chuyện này, nhất thời giấy lên dư luận ầm ĩ. Cùng lúc đó, các công trường của công ty nhà họ Khương đều bị cấp trên hạ lệnh cấm, dừng ngay việc sản xuất và thi công. Tạm thời giữ các giấy tờ liên quan đến việc sản xuất và thi công an toàn của công ty, tiếp nhận điều tra. Ngoài ra, các chuyên viên điều tra của 5 ban ngành cũng nhanh chóng đến công ty nhà họ Khương. Trong phòng họp, mọi người nhà họ Khương và các lãnh đạo cấp cao vẫn đang bàn bạc phương án ứng phó. Nhưng đúng lúc này, chuyên viên điều tra của 5 ban ngành đã hùng hổ xông vào. Rầm, cửa phòng họp bị đạp mạnh ra. Sau đó, một nhóm lính tuần mặc đồng phục tiến vào với vẻ mặt nghiêm túc. Người đàn ông trung niên dẫn đầu mặt vuông chữ điền, mắt chìm ưng, vẻ mặt nghiêm túc, xuất trình thẻ của mình ra, rồi lạnh lùng nói với người nhà họ Khương và các lãnh đạo cấp cao công ty đang có mặt. Tôi là chuyên viên điều tra của Liên hợp 5 ban ngành chấp pháp, Châu Nham Chính, đến từ phòng sự cố an toàn Tổng cục chấp pháp tỉnh, chức vụ phó tổng tư lệnh, phụ trách riêng vụ tai nạn lao động lần này. Châu Nham Chính là phó tổng tư lệnh của phòng sự cố an toàn Tổng cục chấp pháp tỉnh. Đây là một nhân vật có máu mặt rất nổi tiếng ở tỉnh. Công chính liêm minh, công bằng chính trực, theo đúng pháp luật. Về cơ bản, những vụ án vào tay ông ấy đều là những vụ hóc búa. Mọi người trong phòng họp đều sững sờ. Bọn họ không ngờ chuyên viên của Liên hợp 5 ban ngành chấp pháp lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa, còn là một phó tổng tư lệnh đến từ tỉnh. Châu Nham Chính cũng quét mắt nhìn quanh phòng, hỏi ai là người phụ trách công ty. Khương Văn Kỳ tỉnh táo trở lại, vội vàng đứng dậy, nở nụ cười đầy vẻ nịnh nọt, đáp, Phó Tổng Tư lệnh Châu, tôi là Phó Chủ tịch Khương Văn Kỳ của công ty, hiện giờ công ty do tôi phụ trách.
Dẫn đi, Châu Nham Chính lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lùng như dao. Khương Văn Kỳ cuống hết cả lên, vội vàng nói, ấy ấy, Phó Tổng Tư lệnh Châu, tôi đâu có phạm pháp. Tuy tôi là người phụ trách của công ty, nhưng chuyện lần này không phải do tôi phụ trách mà là Khương Vi Nhan. Các ông muốn dẫn người thì cũng phải dẫn nó chứ. Khương Văn Kỳ sợ hết hồn. Lần này liên hợp 5 ban ngành chấp pháp, lại còn là Tổng cục Thanh tra tỉnh đến, cho thấy chuyện lần này rất nghiêm trọng. Châu Nham Chính nghe thấy thế thì nhìn sang phía Khương Vi Nhan đứng bên cạnh, lạnh lùng hỏi, cô chính là Khương Vi Nhan. Lúc này, Khương Vi Nhan cũng rất hoảng loạn, yếu ớt gật đầu đáp, là tôi đây. Mấy dự án này đều do cô phụ trách sao, Châu Nham Chính tiếp tục lạnh lùng hỏi. Khương Vi Nhan gật đầu đáp, là tôi phụ trách. Tốt lắm, vậy thì mời tiểu thư Khương đi với chúng tôi để phối hợp điều tra những chuyện liên quan, Châu Nham Chính nói rồi vung tay lên, mấy lính tuần phía sau lập tức bước tới, chặn hai bên Khương Vi Nhan lại. Khương Vi Nhan cuống lên, nói, Phó Tổng Tư lệnh Châu, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, số vật liệu kia đều do tôi đích thân ký hợp đồng, không thể có chuyện giả mạo kém chất lượng được, tôi lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. Tôi tuyệt đối sẽ không để bọn họ sử dụng vật liệu giả mạo kém chất lượng như vậy. Lấy tính mạng ra đảm bảo. Châu Nham Chính nghe thấy thế, ánh mắt lóe lên vẻ khó phát hiện, sau đó cười lạnh lùng nói, tính mạng trong miệng các nhà doanh nghiệp như các cô rẻ rúng đến thế sao? Lấy tính mạng ra đảm bảo, cô không cảm thấy cô nói thế rất nực cười sao? Bây giờ đã xảy ra tai nạn, 5 công nhân bị thương nặng, vẫn đang cấp cứu. Đây là 5 gia đình đấy. Một câu không sử dụng vật liệu giả mạo kém chất lượng và lấy tính mạng ra đảm bảo của cô là không còn chuyện gì sao? Khương Vi Nhan sững sờ. Từ đầu đến giờ cô vẫn trong trạng thái mơ hồ, thậm chí đến chuyện tai nạn cũng bây giờ mới biết. Hết đường chối cãi rồi à? Châu Nham Chính cười khẩy, sau đó nói, tôi nói cho các người biết. Chuyện tai nạn lao động lần này đã kinh động đến Tổng cục Chấp pháp tỉnh và Tổng cục Quản lý khẩn cấp. Tổng tư lệnh chấp pháp và Tổng tư lệnh quản lý khẩn cấp mới đến đều rất tức giận, cũng rất coi trọng chuyện lần này. Vậy nên, các người đừng hòng trốn tránh trách nhiệm, hãy khai thật những vấn đề của mình thì may ra được khoan hồng. Bắt đầu từ bây giờ, công ty nhà họ Khương lập tức dừng lại để chỉnh đốn. Các nhà máy và công trường dưới trướng cũng dừng lại toàn bộ. Chờ điều tra rõ ràng rồi mới có quyết định. Về phần Khương Vi Nhan, là người phụ trách trực tiếp của vụ việc lần này, nên phải đưa đi, tiếp nhận điều tra của chúng tôi. Lời nói của Châu Nham Chính khiến các lãnh đạo cấp cao và người nhà họ Khương đều hoảng hốt. Nếu chuyện này bị kết tội thì nhà họ Khương tiêu đời. Chắc chắn danh tiếng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Thậm chí còn liên lụy đến việc hợp tác với tập đoàn Lợi Dân và anh Bạch sắp tới nữa. Khương Vi Nhan vẫn còn muốn giải thích, nói, Phó Tổng Tư lệnh Châu, hy vọng ông hãy điều tra rõ ràng sự thật. Lô vật liệu này thực sự do chính tôi ký hợp đồng, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì, chỗ tôi vẫn còn các loại giấy tờ đạt tiêu chuẩn. Việc này, chắc chắn là có người muốn hãm hại tôi, hãm hại công ty chúng tôi. Khương Vi Nhan cũng không ngốc, sau khi suy nghĩ một lát, cô lập tức tìm ra được nguyên nhân. Cô thực sự có thể lấy tính mạng ra đảm bảo vật liệu không có bất cứ vấn đề gì. Vậy thì lô vật liệu được gọi là giả mạo kém chất lượng kia có nguồn gốc rất đáng nghi. Vậy sao, thế vật liệu khả nghi được đưa vào công trường của các cô kiểu gì? Do ai phê chuẩn cho đưa vào? Lẽ nào trước khi thi công các cô không kiểm tra vật liệu sao? Bất kể là vấn đề do vật liệu hay vấn đề của đơn vị thi công, thì công ty nhà họ Khương các cô cũng có liên quan. Châu Nham Chính lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, người của bên ban ngành giám sát an toàn Tu Hà cũng vội vàng đến công ty nhà họ Khương. Vừa vào cửa, bọn họ đã lạnh lùng hỏi, ai là Khương Vi Nhan? Khương Vi Nhan hơi hốt hoảng, nhưng vẫn hít sâu một hơi, đáp, là tôi đây. Sắc mặt của chuyên viên ban ngành giám sát an toàn lạnh tanh, lấy các loại chứng cứ ra rồi nói. Chúng tôi là chuyên viên của ban ngành giám sát an toàn Tu Hà, phối hợp hành động với liên hợp 5 ban ngành chấp pháp lần này. 10 phút trước, chúng tôi đã tìm được các chứng cứ tại hiện trường vụ tai nạn lao động lần này, đủ để chứng minh vật liệu ở đây chính là sản phẩm giả mạo kém chất lượng. Vụ tai nạn lần này chắc chắn có liên quan đến cô. Hết đường chối cãi rồi. Không, không thể nào, rõ ràng là vật liệu tôi đích thân ký hợp đồng. Cũng tận mắt nhìn họ vận chuyển đến công trường, sao có thể là giả mạo kém chất lượng được, Khương Vi Nhan sững sờ,
vô cùng kích động. Chuyên viên của ban ngành giám sát an toàn lạnh lùng hừ một tiếng, đáp, hừ. Cô còn cãi à, chúng tôi đã cử người khống chế các nhà cung cấp vật liệu, nhà máy cùng với mấy đơn vị thi công có liên quan rồi. Bọn họ khai ngay ra cô, chính cô đã nhận hối lộ 1 triệu tệ, trà trộn vật liệu giả mạo kém chất lượng vào trong vật liệu đạt tiêu chuẩn. Chết đến nơi rồi mà không biết hối cải. Chương 417, Hạ Thất Hổ kẻ bày mưu âm. Một câu nói khiến các lãnh đạo cấp cao công ty, và người nhà họ Khương sững sờ. Khương Vi Nhan bỏ túi riêng 1 triệu tệ. Không ngờ lại là cô ta thật. Con đờ sau này muốn hủy hoại nhà họ Khương chúng ta mà. Phó Tổng Tư lệnh Châu và chuyên viên này, các ông dẫn cô ta đi ngay đi, phải xử lý nghiêm khắc, nhất định phải lấy lại công bằng cho người dân. Các lãnh đạo cấp cao công ty bỗng chốc nhao nhao công kích. Khương Vi Nhan sửng sốt, vẻ mặt run rẩy. Mình đã nhận 1 triệu tệ sao? Đây rõ ràng là vụ oan hãm hại. Không có, tôi không có, tôi thực sự không làm thế. Khương Vi Nhan cố gắng giải thích, nhưng mọi người không thèm nghe. Châu Nham Chính cũng lạnh lùng hừ một tiếng, hất tay lên, đưa toàn bộ những người có liên quan như Khương Vi Nhan đi. Cùng lúc đó, truyền thông bên ngoài cũng đưa tin Khương Vi Nhan của công ty nhà họ Khương nhận riêng 1 triệu tệ, sử dụng vật liệu giả mạo kém chất lượng. Cộng đồng mạng lập tức xôn xao. Thành phố Tu Hà cũng dấy lên không ít dư luận. Người dân tức giận mắng mỏ, người nhà của các công nhân bị thương cũng răng biểu ngữ, đến trước cổng công ty nhà họ Khương, yêu cầu một lời giải thích, và đòi trừng phạt nghiêm khắc Khương Vi Nhan. Còn lúc này, Khương Văn Kỳ cùng với các lãnh đạo cấp cao và người nhà họ Khương còn lại, khẩn cấp mở một cuộc họp báo. Trong buổi họp báo, Khương Văn Kỳ tỏ vẻ kích động và đau lòng, nói công ty nhà họ Khương chúng tôi nhất định sẽ cho những người bị thương và người nhà họ một câu trả lời thỏa đáng về chuyện này. Chúng tôi sẽ tiến hành bồi thường theo đúng trình tự. Bên cạnh đó, chỉ cần chứng thực Khương Vi Nhan có nhận hối lộ, thì nhà họ Khương chúng tôi sẽ không kiêng nể nương tay. Sau cuộc họp báo, ba người nhà Khương Văn Kỳ và đám người Khương Học Bác lúc này đều đang ở sân của lão gia trong biệt viện nhà họ Khương. Ai nấy đều cúi đầu quỳ dưới đất, không dám ho he tiếng nào. Sau khi biết chuyện, Khương Thái Sương nổi trận lôi đình, đập vỡ kha khá chén trà. Văn Kỳ, rốt cuộc chuyện thế nào rồi? Xử lý ra sao? Khương Thái Sương lạnh lùng hỏi, không nhịn được ho mấy tiếng. Dạo này, sức khỏe của lão ngày càng kém đi. Khương Văn Kỳ vội vàng đứng dậy, bước đến trước mặt Khương Thái Sương, vuốt ngực cho lão rồi đáp bố, chuyện này tạm thời đã được khống chế, nhưng bên ngoài vẫn bàn tán ầm ĩ. Khương Vi Nhan và người phụ trách liên quan đã bị đưa đi điều tra. Ngoài ra, bọn con cũng đã cử chuyên gia đàm phán bồi thường với người nhà nạn nhân rồi ạ. Khương Thái Sương gật đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn Khương Học Bác đang quỳ dưới đất, tức giận nói, mày nhìn đi. Không ngờ đứa con gái ngoan của mày dám làm chuyện táng tận lương tâm như vậy. Còn dám nhận riêng 1 triệu tệ, cô ta muốn nhà họ Khương phá sản sao? Vẻ mặt Khương Học Bác bất đắc dĩ, cúi đầu, không dám nói câu nào. Từ Phân lại càng không dám lên tiếng, trong lòng tức tối, bây giờ chỉ muốn xé xác con danh Khương Vi Nhan kia. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi chuyện trong công ty giao cho Văn Kỳ phụ trách. Các dự án hợp tác trong tay Khương Vi Nhan sẽ do con và Mỹ Nghiên toàn quyền phụ trách. Khương Thái Sương lạnh lùng nói, phải giải quyết ổn thỏa chuyện này. Tuyệt đối không được để người ta bàn tán về nhà họ Khương. Họ đòi bao nhiêu tiền bồi thường thì cứ đưa. Một khi chuyện này có kết quả đúng là do Khương Vi Nhan thì lập tức tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với cô ta. Dứt lời, Khương Thái Sương đứng lên, chống gậy, tức giận bỏ đi. Ánh mắt Khương Văn Kỳ đầy cung kính đưa tiễn lão đi, sau đó nở nụ cười lạnh lùng, nói với Khương Học Bác đang quỳ dưới đất, bắt đầu từ hôm nay, cấm túc ba người nhà chú. Không được đi đâu cả, cho đến khi điều tra rõ ràng chuyện này. Anh, việc này, Khương Học Bác sửng sốt. Nhưng Khương Văn Kỳ đã quay ngoắt người, dẫn theo Khương Mỹ Nghiên và Tiết Mai rời đi. Trong nhà Khương Văn Kỳ, Khương Mỹ Nghiên kêu lên đầy kích động, bố. Không ngờ Khương Vi Nhan lại là loại người như vậy, vì 1 triệu tệ mà tự đào hố chôn mình. Khương Văn Kỳ khẽ nhấp một ngụm trà, đáp, ha ha, ai mà ngờ được chứ, nhưng chuyện này quá có lợi cho chúng ta. Chỉ cần Khương Vi Nhan bị bắt, thì các mối hợp tác trong tay nó sẽ đều thuộc về chúng ta. Nhất là hợp đồng trị giá 200 triệu tệ của cậu Bạch kia,
chúng ta phải nhanh chóng hớt tay trên. Đúng vậy, lần này Khương Vi Nhan đúng là tự tìm đường chết, Khương Mỹ Nghiên nở nụ cười lạnh lùng gian trá. Cùng lúc đó, ở công ty Dược Lực Dương, Tống Thiên Lỗi đang ngồi uống trà cười nói với một người đàn ông trung niên vóc người vạm vỡ. Đường chủ hạ, chuyện xử lý thế nào rồi? Tống Thiên Lỗi sốt ruột hỏi. Người đàn ông trung niên cả người ngập tràn hơi thở võ thuật kia có lông mày như sâu gióm, mắt gian mũi khoằm, thản nhiên cười nói, Tổng Giám Đốc Tống cứ yên tâm đi, người của tôi làm việc cực kỳ đáng tin. Chắc chắn không để lại bất cứ manh mối gì. Camera ở công trường đã được tôi xử lý sạch sẽ rồi, cho dù là kỹ thuật viên của Lính Tuần cũng không thể khôi phục được. Mấy người nhận lô vật liệu kia cũng là đàn em tôi cài vào, rất đáng tin. Cả mấy nhà cung cấp vật liệu cũng do tôi sắp xếp, bọn họ tuyệt đối sẽ không để lộ. Tống Thiên Lỗi nghe thấy thế thì vẻ mặt vui mừng và hưng phấn, nói vậy là lần này Khương Vi Nhan sẽ phải ngồi tù thật sao? Hạ Thất Hổ mỉm cười đáp, đúng vậy, có Hạ Thất Hổ tôi ra tay, chắc chắn Tổng Giám Đốc Tống sẽ được nhận kết quả mỹ mãn nhất. Lần này, cái cô Khương Vi Nhan mà cậu bảo chúng tôi đối phó kia khó mà thoát được kiếp nạn. Cho dù là ông trời đến thì cũng vô ích, tôi đã lập chứng cứ vững chắc rồi. Hơn nữa, lần này liên hợp 5 ban ngành chấp pháp của tỉnh Cửu Châu nham chính xuống, đó là một người công chính liêm minh. Bất cứ vụ án nào vào tay ông ta cũng là vụ nặng, chắc chắn không thể lật lại được. Tốt, ông sắp xếp tốt lắm, đường chủ hạ ra tay đúng là khác hẳn. Tống Thiên Lỗi rất vui mừng. Vốn dĩ hắn định bảo Hạ Thất Hổ bắt cóc Khương Vi Nhan và con gái cô, để trả thù Tiêu Chính Văn. Nhưng Hạ Thất Hổ lại đưa ra phương án khác, Tống Thiên Lỗi cảm thấy rất hay. Thế này chẳng phải hơn phóng hỏa giết người nhiều sao. Hơn nữa, cho dù có điều tra thì cũng không điều tra được đến hắn. Không ngờ Hạ Thất Hổ lại có mưu kế hay như vậy. Ha ha ha! Tiêu Chính Văn ơi là Tiêu Chính Văn, ai bảo mày đắc tội với tao, lần này thì vợ mày toi rồi nhé. Tiếp theo đây sẽ đối phó với con gái hắn thế nào? Tống Thiên Lỗi sốt sắng hỏi. Hạ Thất Hổ mỉm cười đáp, Tổng Giám Đốc Tống, cậu đừng sốt ruột, chờ vụ án của Khương Vi Nhan xong xuôi thì tôi sẽ có cách. Người của tôi đã nghe ngóng xong rồi, con gái của tên Tiêu Chính Văn mà cậu muốn đối phó hiện đang học ở một trường quý tộc, đến lúc đó chỉ cần lừa nó ra rồi bán đến Nam Quốc làm nô lệ là được. Ha ha ha! Tống Thiên Lỗi cười lớn, đáp hay. Tôi muốn hắn phải nhà tan cửa nát, đây chính là kết cục khi dám đối đầu với tôi. Tiêu Chính Văn. Ha ha ha. Đến lúc đó, tao sẽ bắt mày phải quỳ xuống cầu xin. Còn bên này, Tiêu Chính Văn đang bàn với bà Ngọc Thành một số chi tiết trong thiết kế váy cưới. Đột nhiên, Long Nhị nhảy xuống khỏi chiếc xe Jeep dừng gấp ngoài cửa, cả người lạnh lùng xông vào, vẻ mặt nghiêm trọng nói, chủ soái, xảy ra chuyện rồi. Chị dâu bị bắt. Chương 418, cậu ấy là chủ soái Bắc Lương à? Nghe nói Khương Vi Nhan bị bắt, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi, chuyện này là sao? Long Nhị kể lại tường tận chuyện đã xảy ra, nghe xong, Tiêu Chính Văn xa sầm mặt mày nói, chắc chắn là bị người khác hãm hại. Trước tiên chúng ta đến chỗ công trường xem thử, Tiêu Chính Văn không nói gì chào bà Ngọc Thành rồi dẫn Long Nhị cấp tốc đến công trường. Nhưng lúc này công trường đã kéo dây chắn không cho người không liên quan vào trong. Tiêu Chính Văn cau mày bấm gọi cho Tống Hậu Lượng, Tống Hậu Lượng nghe xong cũng ngạc nhiên nói, chủ soái, tôi đến ngay. Cùng lúc đó, Tống Hậu Lượng đã gọi một cuộc điện thoại ra lệnh cho Lính Tuần làm nhiệm vụ canh gác ở hiện trường, lập tức bỏ dây ra cho người vào. Sau khi nhận điện thoại của Tống Hậu Lượng, Lính Tuần làm nhiệm vụ canh gác ở hiện trường ngơ ngác, không hề do dự mà cho Tiêu Chính Văn và Long Nhị vào công trường. Tiêu Chính Văn và Long Nhị chạy đến năm hiện trường xảy ra sự cố an toàn, xem xét tình hình xung quanh. Một lát sau, Tống Hậu Lượng vội vã chạy đến. Chủ soái, tôi cũng vừa biết chuyện. Sự cố an toàn lần này do Liên hợp 5 ban ngành thực thi pháp chế, viên chức đứng đầu là Phó Cục trưởng Châu Nham Chính của Tổng Cục Thanh tra tỉnh. Đến hiện trường, Tống Hậu Lượng lập tức báo cáo toàn bộ tin tức, số liệu có liên quan mà mình nhận được. Tiêu Chính Văn nhíu mày lạnh lùng nhìn xung quanh, anh bỗng nhìn thấy một camera ở trong góc, nếu chuyển lô vật liệu giả này đến hiện trường thì chắc camera này sẽ quay được. Nghe vậy, Tống Hậu Lượng gọi mấy lính tuần phía sau nói, đã kiểm tra camera chưa? Lính tuần đó đáp, thưa Tổng Tư lệnh Tống, kiểm tra rồi nhưng cái gì, nói mau, Tống Hậu Lượng nghiêm giọng nói.
Chuyện liên quan đến vợ của chủ soái Bắc Lương nhất định phải nghiêm khắc xử lý. Camera bị hỏng rồi, video liên quan của mấy ngày nay đều biến mất, một lính tuần run rẩy nói. Bị hỏng, vô dụng, thứ quan trọng vậy tại sao lại bị hỏng, Tống Hậu Lượng tức giận quát. Mấy lính tuần cũng nhìn nhau nói, lúc chúng tôi đến kiểm tra hiện trường thì nó đã bị hỏng. Tiêu Chính Văn cau mày nói với Long Nhị, lập tức tìm nhân viên kỹ thuật khôi phục lại nội dung của video. Vâng, Long Nhị đáp, nhưng một lính tuần trong đó nói, anh Tiêu, e là các anh không lấy được thẻ nhớ trong camera đâu. Những thứ như vật chứng hay manh mối hiện trường có liên quan đều ở chỗ Phó Cục trưởng Châu rồi, không được ông ấy cho phép thì không ai có thể tiếp xúc với mấy thứ đó. Phó Cục trưởng Châu, Tiêu Chính Văn cau mày. Tống Hậu Lượng vội giải thích, Châu Nham Chính này có uy tín rất lớn ở tỉnh, là một người công bằng chính trực. Những vụ mà ông ta xử lý cơ bản đều là các vụ có bằng chứng rõ ràng, nếu là ý của ông ta thì hơi khó đấy. Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, nói với Long Nhị, lập tức liên lạc với Châu Nham Chính bảo ông ta đến đây. Vâng. Long Nhị vội vàng liên lạc với Cục Thanh tra tỉnh thông qua điện thoại vệ tinh được mã hóa. Lúc này một người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị đang xem xét tài liệu trong văn phòng Tổng Tư lệnh ở Tổng Cục Thanh tra tỉnh. Điện thoại cố định trên bàn bỗng vang lên. Điện thoại vừa được kết nối, đầu bên kia truyền đến một giọng nói lạnh lùng, Tổng Tư lệnh Đường, đây là Tổng Bộ Chiến khu Bắc Lương, bây giờ chủ soái Bắc Lương đang ở Tu Hà yêu cầu Phó Cục trưởng Châu Nam Chính trong Tổng Cục Thanh tra các ông đến gặp anh ấy ngay lập tức. Chủ soái Bắc Lương, Tổng Tư lệnh Đường kinh ngạc, kích động đứng phát dậy, kính cẩn gật đầu đáp, vâng vâng vâng. Tôi lập tức thông báo ngay đây, dứt lời, đợi đối phương cúp máy. Tổng Tư lệnh Đường mới cấp tốc gọi cho Châu Nham Chính ra lệnh, Phó Cục trưởng Châu, bây giờ ông đang ở Tu Hà phải không? Tổng Tư lệnh Đường, tôi đang ở Tu Hà giải quyết vấn đề về sự cố an toàn lần này, Tổng Tư lệnh Đường có nhiệm vụ gì sao? Lúc này Châu Nham Chính đang ở trong phòng thẩm vấn để chất vấn mấy người Khương Vi Nhan. Lập tức gác lại tất cả các công việc, chủ soái Bắc Lương muốn gặp ông, Tổng Tư lệnh Đường kích động nói. Cái gì, chủ soái Bắc Lương? Nghe đến cái tên này, Châu Nham Chính cũng giật mình. Sao chủ soái Bắc Lương lại muốn gặp mình? Mình không hề có bất kỳ mối quan hệ nào với chủ soái Bắc Lương mà. Chuyện gì đây? Không lâu sau, Châu Nham Chính vội vã chạy đến công trường. Lúc nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh Tống Hậu Lượng cách đó không xa, ông ấy lập tức nhận ra, người này chính là chủ soái Bắc Lương quyền thế lớn nhất Hoa Quốc ngày nay. Thuộc hạ, Châu Nham Chính kính chào chủ soái Bắc Lương. Châu Nham Chính bước đến kính cẩn cúi người nói. Tiêu Chính Văn chỉ hờ hững nhìn rồi hỏi, vấn đề về sự cố an toàn của công ty nhà họ Khương do ông phụ trách điều tra à? Châu Nham Chính hơi sửng sốt, không hiểu tại sao chủ soái Bắc Lương bỗng nhiên quan tâm đến một vấn đề sự cố an toàn của một doanh nghiệp bình thường như vậy. Nhưng ông ấy vẫn kính cẩn trả lời, thưa chủ soái, là tôi phụ trách điều tra. Sự cố an toàn của công ty nhà họ Khương lần này là do liên hợp 5 ban ngành thực thi pháp chế, tôi là tổng chỉ huy lần này, không biết chủ soái có gì dặn dò. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, giao hết tất cả manh mối, bằng chứng của sự cố lần này cho người của tôi phụ trách xử lý. Nghe anh nói vậy, Châu Nham Chính run lẩy bẩy, nhướng mày nhìn Tống Hậu Lượng, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, sau đó lại cau mày nhìn Tiêu Chính Văn nói, tôi lớn gan hỏi một câu. Chủ soái có quan hệ đặc biệt gì với công ty nhà họ Khương sao? Tiêu Chính Văn cũng không hề giấu giếm mà nói thẳng, Khương Vi Nhan mà ông bắt đi điều tra trước đó là vợ của tôi. Hả? Câu nói này như sét đánh ngang tai khiến cả người Châu Nham Chính run lẩy bẩy. Cái gì? Khương Vi Nhan thế mà lại là vợ của chủ soái Bắc Lương à? Chuyện này sao có thể? Trời ạ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mình lại đi bắt vợ của chủ soái Bắc Lương. Châu Nham Chính hoảng hốt, mặt trắng bệch nhưng sau khi nghĩ lại, ông ấy nghiêm túc nói, chủ soái, mặc dù tiểu thư Khương là vợ cậu nhưng vấn đề về sự cố an toàn lần này đã được xác minh có liên quan đến vợ của cậu. Nếu chủ soái muốn lấy đặc quyền để giải quyết chuyện này thì trước tiên cứ cách chức tôi đi. Hỗn láo! Tống Hậu Lượng tức giận chỉ vào Châu Nham Chính mắng, Phó Cục trưởng Châu. Sao ông có thể nói chuyện với chủ soái như vậy? Trong mắt ông, chủ soái là người như vậy sao? Không phải, Châu Nham Chính đáp. Tống Hậu Lượng còn muốn nói gì đó nhưng Tiêu Chính Văn xua tay, nói với Châu Nham Chính, tôi biết ông đang nghĩ gì,
điều duy nhất tôi có thể nói với ông là vợ tôi chắc chắn không phải là người lợi dụng chức quyền để tham ô. Chuyện này chắc chắn có người khác hãm hại, bây giờ tôi phải kiểm tra video giám sát hiện trường. Châu Nham Chính hiểu ý của Tiêu Chính Văn nói, chủ soái, video giám sát hiện trường đã bị hỏng, nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đang khôi phục lại, nhưng trước mắt xem ra hơi khó. Tiêu Chính Văn bình thản nói, giao cho người của tôi. Châu Nham Chính cũng không do dự lập tức sắp xếp chuyên viên chuyển hết toàn bộ video giám sát hiện trường và các bằng chứng, manh mối, vật liệu giả thu thập được cho Long Nhị. Long Nhị đã liên lạc với nhân viên kỹ thuật của Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà. Không đến 10 phút sau đã khôi phục hoàn toàn video giám sát hiện trường. Điều khiến Châu Nham Chính cực kỳ kinh ngạc là trong video giám sát vào tối hôm trước bỗng xuất hiện vài bóng người lén lút chuyển một lô vật liệu vào hiện trường. Đây, Châu Nham Chính sửng sốt, trợn to hai mắt. Đằng sau sự việc này quả nhiên có người đang hãm hại vợ của chủ soái Bắc Lương. Đồng thời, nhân viên kỹ thuật liên quan thẩm định, đối chiếu vật liệu đó cũng gửi kết quả giám định qua. Kết quả cho thấy hai lô vật liệu hoàn toàn khác nhau. Lập tức bắt giữ và thẩm vấn những người có liên quan. Tôi phải được biết kết quả trong thời gian ngắn nhất, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Chương 419, một đấm rền vang. Nửa tiếng sau, trong phòng thẩm vấn chi cục thanh tra nào đó của Tu Hà. Mấy thanh niên xăm mình, nhuộm tóc bị bắt vào trong. Này, các người làm gì vậy? Tại sao lại bắt bọn tôi? Mấy thanh niên đó hét toáng lên. Lúc này Châu Nham Chính đẩy cửa bước vào, theo sát phía sau là Tiêu Chính Văn với sắc mặt cực kỳ u ám. Vừa bước vào cửa, Tiêu Chính Văn đút hai tay vào túi, lạnh lùng nói, cho các cậu một phút, người đứng đằng sau sai bảo các cậu là ai. Mấy thanh niên này chính là những người đã lén chuyển vật liệu giả vào công trường vào đêm hôm trước. Lúc nhìn thấy Tiêu Chính Văn, những thanh niên đó tỏ ra khinh thường cười khẩy nói, mẹ kiếp, anh dọa bọn này đó hả? Bọn này không biết anh đang hỏi gì cả. Đúng vậy, mẹ kiếp, còn cho một phút, anh tưởng mình là ai? Mấy kiểu phòng thẩm vấn này, không biết bọn này đã vào bao nhiêu lần rồi. Mấy cậu thanh niên hống hách, xem thường Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn hờ hững nhìn đồng hồ trên tường nói, 30 giây cuối cùng. Nghe vậy, mấy tên này hoảng hốt, nhíu chặt mày chố mắt nhìn nhau quát, chết tiệt. Mẹ kiếp, anh là ai? Mau thả bọn này ra. Các anh đang bắt người trái phép vô căn cứ, tôi muốn kiện các anh. Phải, bọn tôi chỉ là người dân lương thiện, mau thả bọn tôi ra. Hết thời gian, Tiêu Chính Văn nghiêm giọng nói. Sau đó, hơi thở lạnh lẽo toát ra từ cơ thể anh bao trùm cả căn phòng thẩm vấn. Dầm. Ngay sau đó, anh giơ chân lên đá một tên trong đó văng ra xa, khiến hắn đập mạnh người vào bức tường phía sau. Trong phút chốc, bức tường nứt toác ra. Cả người tên đó mềm nhũn ngã xuống đất, ôm ngực mình phun ra máu, sắc mặt vô cùng đau đớn. Hai tên còn lại khiếp sợ quát, sao, sao anh có thể đánh người? Tôi phải kiện các anh, bốp. Nhưng Tiêu Chính Văn nhấc tay lên đấm vào mặt tên quát tháo đó làm hắn văng ra xa 2 mét, lăn lộn trên mặt đất hai vòng, rơi ra mấy cái răng, trong miệng đều là máu. Hu hu hu, tên đó ngã xuống che miệng không ngừng chảy máu của mình. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đang đi về phía hắn, hét lên, anh đừng qua đây. Đừng qua đây, giết người rồi, nhưng... Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn túm lấy cái ghế quân dụng ở một bên nện vào người thanh niên đó. Dầm, tên đó bị anh nện văng ra thêm vài mét nữa. Hai tay người thanh niên giơ ra muốn chặn anh lại, vang lên tiếng rắc rồi gãy luôn. A, tay của tôi, tay của tôi. Tên đó hét lên thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất. Sau đó Tiêu Chính Văn ném ghế quân dụng trong tay đi, lạnh lùng nhìn thanh niên duy nhất còn đứng đó. Lúc này thanh niên này run rẩy không ngừng, quần cũng ướt một mảng. Hắn quỳ trên mặt đất gào khóc, tôi nói, xin đại ca tha mạng, là võ đường thất hổ. Hạ thất hổ, hạ gia bảo bọn tôi làm, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, hạ thất hổ, võ đường thất hổ. Sau đó anh đi thẳng ra khỏi phòng thẩm vấn. Bên này, Châu Nham Chính cũng tra ra được các manh mối có liên quan. Vật liệu ở công trường bị đổi, ngay cả khẩu cung của mấy nhà cung cấp cũng là giả. Khương Vi Nhan chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào. Trưa cùng ngày hôm đó, Châu Nham Chính sắp xếp xong báo cáo điều tra về sự cố và kịp thời công bố. Người dân Tu Hà lại lần nữa nhốn nháo bàn tán.
Nhà họ Khương cũng nhận được tin tức ngay, chẳng qua phản ứng của mọi người không giống nhau. Sắc mặt Khương Văn Kỳ u ám, ánh mắt lóe sáng không biết đang nghĩ gì. Khương Học Bác kích động, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trong văn phòng tổng giám đốc công ty Dược Lực Dương. Sau khi nhìn thấy tin tức, Tống Thiên Lỗi tức giận đập vỡ tách trà, lập tức gọi cho Hạ Thất Hổ. Hắn kiềm chế cơn giận hỏi, Hạ gia, rốt cuộc là sao đây? Chẳng phải đã nói không được thất bại sao? Bây giờ sao lại thành như vậy? Đầu bên kia điện thoại, Hạ Thất Hổ đang ở trong võ đường Thất Hổ của mình cũng đọc được tin tức, Tổng Giám Đốc Tống, có cao nhân giải vây giúp nhà họ Khương. Tôi không quan tâm được nhiều như vậy, bây giờ chuyện này phải làm sao đây? Tôi bỏ ra 1 triệu để ông xử lý gọn gàng mà. Tống Thiên Lỗi kích động quát. Sắc mặt Hạ Thất Hổ xám xịt, tay còn nghịch một cặp cầu ngọc nói, Tổng Giám Đốc Tống không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết gọn gàng chuyện này, tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến Tổng Giám Đốc Tống. Nói xong Hổ Thất Hổ cúp máy. Ông ta ngồi trên ghế bành ở sảnh giữa u ám nhìn mấy chục đệ tử đang luyện võ trong khoảng sân rộng hơn 500 mét vuông bên ngoài. A Long, đi điều tra xem ai đứng đằng sau giúp đỡ nhà họ Khương. Chỉ cần điều tra ra được thì dù là ai cũng giết cho tôi. Dám làm hỏng chuyện tốt của Hạ Thất Hổ tôi, chắc chắn sẽ chết. Vừa dứt lời, một người đàn ông đầu chọc vạm vỡ, nước da ngăm đen, cánh tay có một hình xăm và một vết sẹo nơi khóe mắt, mặc áo ngắn tay màu đen xuất hiện đứng bên cạnh Hạ Thất Hổ cúi người nói, vâng, Hạ gia. Dứt lời, A Long đó cất bước đi ra ngoài cửa. Dầm, cảnh cửa bỗng bị ai đó đạp mở toang, sau đó hai người một trước một sau bước vào võ đường Thất Hổ. Người đi trước tất nhiên là Tiêu Chính Văn, ánh mắt ngập tràn sự lạnh lẽo, khí thế ngút trời. Sau theo chính là Long Nhị. Lúc Tiêu Chính Văn xông vào võ đường Thất Hổ, mấy chục võ sĩ đang luyện võ trong sân đều tập hợp lại bày ra tư thế chiến đấu, xếp thành 3 hàng, sắc mặt u ám lạnh lẽo đứng đằng sau A Long. Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, lạnh lùng xuyên qua đám người nhìn thấy Hạ Thất Hổ đang ngồi trên ghế bành uống trà trong sảnh giữa. Mày là thằng nào mà dám đạp cửa của võ đường Thất Hổ, muốn chết sao? A Long tức giận quát lên. Nơi này là võ đường Thất Hổ à? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, mày đã biết là võ đường Thất Hổ rồi thì nên biết dám xông vào đây, kết cục chỉ có chết. A Long tức giận nói, cơ bắp trên người phát sáng dưới ánh mặt trời khiến người ta run rẩy. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, tôi tìm Hạ Thất Hổ. Hỗn láo! Tên của Hạ gia mà mày có thể gọi thẳng ra như vậy được sao? A Long tức giận quát rồi lao đến, định đấm một cú vào mặt Tiêu Chính Văn. Cú đấm này như hổ gầm, rất uy lực có thể đánh một con bò tan nát. Người bình thường không thể né được chiêu này. Nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ là Tiêu Chính Văn đứng tại chỗ không hề động đậy. Long Nhị ở phía sau nheo mắt lại, đứng chặn trước mặt Tiêu Chính Văn, anh ta giơ tay lên đấm một cú chặn lại. Một tiếng nổ vang lên, sau đó là tiếng răng rắc của xương vang khắp võ đường Thất Hổ. Tiếp đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, A Long bị một chiêu của đối phương đánh văng ra xa. Hắn lăn trên mặt đất, cả cánh tay phải cũng nổ tung, máu me be bét. Thậm chí còn chưa kịp kêu lên tiếng thảm thiết đã ngất xỉu. Dám đánh chủ soái thì phải chết, Long Nhị lạnh lùng nói. Chương 420, nhà họ Hàn ở tỉnh thì đã sao? Chết lặng. Soạt. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, kinh hãi nhìn Long Nhị đứng trước mặt Tiêu Chính Văn. Trong sân, 4-5 người võ sĩ mặc bộ đồ luyện công màu trắng, đều nhìn Long Nhị với vẻ mặt kinh sợ, không dám tiến lên. A Long là người có thực lực mạnh nhất trong đám đồ đệ của võ đường Thất Hổ. Đã đạt đến thực lực của một binh vương chuẩn 1 sao. Nếu đặt ở ngoài thì sẽ là người được các gia đình giàu có ở Tu Hà săn đón. Nhưng cường giả như vậy lại không thể vượt qua được một cú đấm của đối thủ. Cánh tay phải nát bét, cả người nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Vậy thì người đàn ông trước mắt này có thực lực mạnh đến thế nào? Đám đồ đệ không dám suy đoán, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lúc này, Tiêu Chính Văn đứng ra trước, đi từng bước về phía giữa sân. Long Nhị đi theo phía sau, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh một lượt. Tiêu Chính Văn tiến lên một bước. 4-50 tên đồ đệ kia liền lùi lại phía sau, cho đến khi lùi đến bậc thềm của sảnh giữa, Hạ Thất Hổ đang ngồi trên ghế bành ở sau sảnh mới nhướng mày nhìn Tiêu Chính Văn và Long Nhị, lạnh lùng nói, dám xông vào võ đường Thất Hổ của tôi,
đánh đồ đệ của tôi bị thương, thật đáng chết. Các người, nếu ai có thể đánh gục hai tên này, phế bỏ chân tay của chúng thì sẽ là đệ tử xuất sắc của Hạ Thất Hổ tôi, là người kế vị tiếp theo của Võ Đường Thất Hổ. Dầm. Câu nói này kích thích nhiệt huyết của đám đồ đệ. Trở thành đệ tử xuất sắc nhất của Hạ Thất Hổ, hơn nữa còn trở thành người kế vị tiếp theo của Võ Đường Thất Hổ. Điều kiện này thật cám dỗ, bọn họ không thể không hành động được. Đột nhiên, đám đồ đệ trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu, gầm lên, xông về phía Tiêu Chính Văn và Long Nhị. Lên, cùng nhau lên, bọn họ chỉ có hai người thôi. Đánh chết chúng. Báo thù cho anh A Long. 40-50 tên đồ đệ hung hăng lao về phía Tiêu Chính Văn và Long Nhị. Sắc mặt Long Nhị u ám, lạnh lùng nói, tự tìm đường chết. Sau đó, toàn thân anh ta phát ra một luồng khí thế mãnh liệt, lao lên, đấm đá với mười mấy tên đồ đệ, bọn chúng như lúa mạch rơi xuống đất, che đi cánh tay và bắp chân đứt đoạn, đau khổ giống lên thảm thiết. Chỉ trong chốc lát, trong sân đều là đám đồ đệ nằm gục dưới đất. Mười mấy tên đồ đệ còn lại đều run rẩy. Kinh hãi nhìn Long Nhị. Mạnh quá! Người này là ác quỷ sao? Chỉ trong chốc lát, hơn 30 anh em của bọn họ đã bị giải quyết nhanh gọn lẹ. Thậm chí, bọn họ còn không nhìn rõ Long Nhị ra tay như thế nào, chỉ nhìn thấy anh em của mình ngã bay xuống đất. Hạ Thất Hổ sững sờ, nhìn Tiêu Chính Văn và Long Nhị trong sân, đứng bật dậy, đẩy đồ đệ lên trước, đứng chắp tay, nghiêm mặt nói các người là ai. Tiêu Chính Văn thờ ơ nhìn Hạ Thất Hổ. Nói Tiêu Chính Văn. Nghe vậy, Hạ Thất Hổ nhíu mày, nhếch mép cười nói, thì ra cậu chính là Tiêu Chính Văn, xem ra chuyện nhà họ Khương là do cậu giải quyết nhỉ. Thằng nhãi cậu cũng có chút năng lực đấy, còn có thể tìm đến đây, xem ra cậu đã điều tra ra được tôi là người đứng phía sau. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn lãnh đạm, hỏi, giữa chúng ta có thù oán gì sao? Hạ Thất Hổ lạnh lùng đáp, không có thù, tôi chỉ là cầm tiền làm việc thay người khác thôi. Tiền của ai? Tiêu Chính Văn hỏi. Không thể tiết lộ, Hạ Thất Hổ nói, trong mắt hiện lên sự ớn lạnh. Nếu đã vậy thì chỉ có thể động tay thôi nhỉ, Tiêu Chính Văn nói. Hạ Thất Hổ cười lớn, nói thực lực của vệ sĩ bên cạnh cậu cũng được đấy, nhưng đây là Võ Đường Thất Hổ, Hạ Thất Hổ tôi không phải bù nhìn, muốn ra tay với tôi, e là hôm nay các người không sống sót để ra khỏi đây được đâu. Vậy sao, thử là biết thôi, Tiêu Chính Văn đáp. Dứt lời, Tiêu Chính Văn tiến lên một bước, Long Nhị lập tức đứng ra, nói chủ soái, để tôi. Tiêu Chính Văn bình tĩnh lắc đầu, không sao, cũng lâu rồi tôi không vận động, để tôi tự lên. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Thất Hổ liền trở nên khó coi, ánh mắt nảy lửa như muốn thiêu cháy toàn bộ Võ Đường Thất Hổ. Chủ soái, cậu ta không phải là thằng ở rể vô dụng nhà họ Khương sao? Hạ Thất Hổ cũng không nghĩ nhiều. Lạnh lùng cười nói, được lắm thằng nhãi. Cũng kiêu ngạo đấy, nếu mày đã muốn chết thì tao sẽ cho mày được như ý. Nói xong, Hạ Thất Hổ đi thẳng vào trong sân, đứng chắp tay, khinh thường nhìn Tiêu Chính Văn, nói, thằng nhãi danh, nhường mày 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu, nếu mày đụng được vào tao thì tao sẽ nói cho mày biết người phía sau là ai. Không thể không nói, lời này của Hạ Thất Hổ rất ngông cuồng. Trên đời này chưa có ai dám nói chấp chủ soái Bắc Lương 10 chiêu cả. Bởi vì trong mắt Hạ Thất Hổ, Tiêu Chính Văn chỉ là tên vô dụng ăn bám mà thôi. Ông ta đã điều tra rõ ràng thân phận của Tiêu Chính Văn từ lâu nên không hề sợ hãi. Điều duy nhất khiến ông ta cảm thấy vướng tay là Long Nhị đang đứng bên cạnh. Từ khi nào mà bên cạnh tên vô dụng Tiêu Chính Văn lại có một vệ sĩ hùng mạnh như vậy? Nhưng Hạ Thất Hổ cũng không thèm quan tâm. Ngay khi Hạ Thất Hổ đang suy nghĩ xem tiếp theo sẽ tra tấn Tiêu Chính Văn như thế nào thì Tiêu Chính Văn lại thờ ơ nói, không cần, trong vòng một chiêu nếu ông có thể đánh bại tôi thì muốn chém muốn giết, thế nào cũng được. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Thất Hổ trở nên u ám, giận dữ quát lớn, thật ngông cuồng. Thằng nhãi, từ lúc Hạ Thất Hổ tao gây dựng Võ Đường Thất Hổ đến nay, đây là lần đầu tiên tao gặp người kiêu ngạo như mày. Nếu mày đã muốn chết thì đừng trách tao tàn nhẫn. Nói xong. Hạ Thất Hổ xông về phía Tiêu Chính Văn, móng vuốt của ông ta như đại bàng, cả người toàn sát khí, muốn bóp cổ Tiêu Chính Văn. Hạ Thất Hổ đã thử chiêu này nhiều lần, có thể bóp nát cả tảng đá. Đối phó với một người bình thường, chỉ cần bẻ cổ là đủ. Thấy Hạ Thất Hổ xông đến, Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, giơ tay lên, siết chặt cổ tay Hạ Thất Hổ. Lúc này,
Hạ Thất Hổ sững sờ, đồng tử giãn ra, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Sao có thể như vậy chứ? Quá nhanh. Nhưng ông ta chưa kịp phản ứng lại thì một tiếng rắc vang lên, Tiêu Chính Văn bẻ gãy cổ tay của ông ta. Tiếng xương gãy vang khắp võ đường. A a a. Hạ Thất Hổ hét lớn, sắc mặt u ám, tay còn lại siết chặt nắm đấm về phía mặt Tiêu Chính Văn, gầm lên, chết đi. Nhưng lại một tiếng răng rắc nữa vang lên. Tiêu Chính Văn đưa tay lên, bắt lấy cánh tay của Hạ Thất Hổ, dùng sức bẻ gãy, toàn bộ cánh tay của Hạ Thất Hổ bị bẻ gãy cong 90 độ. Bụp. Giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn đưa chân lên, đá Hạ Thất Hổ bay xa mười mấy mét, đập vào con sư tử đá phía sau. Rầm. Con sư tử đã vỡ tan, Hạ Thất Hổ ngã trong đống đổ nát, phần ngực lõm xuống hình dấu chân, phun một ngụm máu tươi, ngã trong vũng máu. Lúc này, Hạ Thất Hổ đã biết Tiêu Chính Văn mạnh đến cỡ nào. Thực lực của ông ta là binh vương cấp 2 sao, vậy mà một chiêu đã bị đánh bại. Lúc này, Tiêu Chính Văn bước tới trước mặt Hạ Thất Hổ không ngừng nôn ra máu, nhướng mày hỏi, là ai? Hạ Thất Hổ nhổ ngụm máu trong miệng ra, cười lớn nói, Hạ Thất Hổ tao sẽ không bao giờ phản bội người bỏ tiền ra thuê, muốn biết thì đợi kiếp sau đi. Nghe vậy, chân mày Tiêu Chính Văn nhíu chặt lại, trên người tỏa ra tia sát khí lạnh lẽo, nói, mặc dù tôi ngưỡng mộ nghĩa khí của ông, nhưng dám ra tay với vợ tôi thì chỉ có một kết cục là chết. Nói xong, Tiêu Chính Văn giơ chân lên giẫm mạnh lên ngực Hạ Thất Hổ, dùng lực nhẹ, Hạ Thất Hổ liền hét lên thảm thiết. Không, mày không thể giết tao. Tao là Hạ Thất Hổ, sư phụ tao là Hàn Lôi Long nhà họ Hàn ở tỉnh. Nếu mày giết tao thì nhà họ Hàn sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Hạ Thất Hổ trợn tròn mắt, vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, kêu lên. Tiêu Chính Văn nhíu mày, lạnh lùng nói, nhà họ Hàn ở tỉnh. Thì sao, nếu nhà họ Hàn dám đến, tiêu diệt hết luôn càng tiện. Nói xong, bịch, Tiêu Chính Văn đạp nát lồng ngực của Hạ Thất Hổ. Cho đến khi chết, Hạ Thất Hổ cũng không hề hay biết mình đã đắc tội với nhân vật đáng sợ như thế nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.